hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 256 Gọi vài người đến, mau đến bệnh viện. Bác sĩ Trương nói một câu như vậy thì cúp điện thoại, sau đó hắn nhìn Điền Tố Nga. Chị tìm người đến sao? Bác sĩ Trương, đây là bà trai của con gái tôi, cũng là bác sĩ. Điền Tố Nga dùng giọng bất an giải thích. Bác sĩ Trương nói với vẻ mặt khinh thường. Bác sĩ sao? bộ dạng chưa dứt sữa này mà là bác sĩ sao nếu người bệnh có chuyện không hay xảy ra thì đó là trách nhiệm của cậu ngu ngốc ông cầm miệng cho tôi ông mới là người chưa dứt sữa hạ thiên không vui chút nào nếu ông còn tiếp tục to mồm thì tôi sẽ cho ăn đòn bác sĩ trương lại bị chửi ngu ngốc một lần nữa tất nhiên hắn rất tức giận nhưng hắn vừa định nổi giận thì trên giường bệnh vang lên một âm thanh hoang mang tôi tôi đây là đang ở bệnh viện sao khi nghe thấy âm thanh này thì vẻ mặt bác sĩ Trương chợt biến đổi lớn, mà Điền Tố Nga thì cực kỳ vui mừng, vì người mở miệng không phải ai khác, chính là Tôn Vân binh trước đó đang hôn mê trên giường bệnh. "Cha, cha tỉnh rồi." Tôn Thiên Vũ cũng mừng rỡ. "Mẹ, con đã nói anh rể rất lợi hại, thấy không, bây giờ cha đã tỉnh, mẹ tin con chưa?" "Tin, mẹ tin." Điền Tố Nga liên tục gật đầu, lần này sao bà không tin cho được điền tố nga quay đầu nhìn hạ thiên và tranh thủ nói lời cảm tạ tiểu hạ cảm ơn cậu đúng là đa tả cậu cũng nhờ cậu mà anh tôn nhà tôi tỉnh lại mẹ không cần cảm ơn cậu ấy đây là chuyện cậu ấy phải làm tôn hình hình thấy cha tỉnh lại tất nhiên nàng cũng thở phào một hơi tố nga tiểu vũ các người đều ở đây sao còn đây đây là hình hình à? tôn vân binh liếc mắt nhìn mọi người lão dần tỉnh táo trở lại nhưng ngay sau đó vẻ mặt nhanh chóng biến đổi lão hướng về phía tôn hinh hinh gầm lên giận dữ cô còn không biết xấu hổ nữa sao còn mặt mũi quay về à cút cho tôi cút ngay cút đi thật xa điền tố nga và tôn hinh hinh đang vui sướng cũng lập tức choáng váng anh tôn anh làm sao vậy con gái vất vả lắm mới quay về anh vô duyên vô cớ mắng con làm gì điền tố nga nhìn tôn vân binh mà có chút bực mình không phải ông còn chưa hết bệnh đầu óc rối loạn rồi sao? Cô im ngay cho tôi, cô thì biết gì. Tôn Vân Bình hét lớn với Điền Tố Nga, sau đó tiếp tục mắng Tôn Hinh Hinh. Tôi không có loại con gái không biết xấu hổ như cô, lập tức cút ngay cho tôi, vĩnh viễn đừng quay về. Tôn Hinh Hinh bị mắng mà nhanh chóng khóc sống lên. Audio điện tử võ tấn bền. Tôi không phải cha của cô, tôn gia không có loại người gây mất mặt như cô. Tôn Vân Bình cực kỳ tức giận. Mau cút ngay cho tôi, cô muốn tôi tức chết sao? Này, đủ rồi. Hạ Thiên không vui sướng gì. Nếu không phải ông là cha của Hinh Hinh, tôi đã sớm đánh ông, sao lại mắng những câu như vậy? Không cần. Tôn Hinh Hinh kéo tay Hạ Thiên. Cậu đừng làm sằng bậy, mặc kệ thế nào thì ông ấy cũng là cha tôi. Tôn Hinh Hinh biết rõ bản lĩnh của Hạ Thiên, nàng cũng biết Hạ Thiên không chỉ nói không. Lỡ may hắn ra tay đánh thì phận làm con như nàng đúng là bất hiếu. Cha, cha làm sao vậy? Vất vả lắm chị mới quay về, anh rể cũng giúp cha chữa bệnh, sao bây giờ cha lại muốn đuổi chị đi? Tôn Thiên Vũ cũng không hiểu, trước kia còn chưa thấy cha hắn như vậy, chẳng lẽ bây giờ đầu óc có vấn đề rồi? Không có phần của anh, anh cũng cút cho tôi. Tôn Vân Bình mắng Tôn Hinh Hinh xong thì quay sang Tôn Thiên Vũ. Không lo học hành, chỉ biết đi theo loại đàn bà hư hỏng. Bố điên rồi." Tôn Thiên Vũ lập tức nổi điên, Tôn Vân Bình chỉ tùy tiện nói ra một câu nhưng lại chọc vào nỗi đau của hắn, lúc này hắn tự giác nhớ ra những chuyện đã qua của Điền Hiểu Nhã. Vì vậy hắn vừa kéo tay Điền Hiểu Nhã vừa nói với Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên. "Chị, anh rể, chúng ta đi, dù sao bây giờ cha cũng đã tỉnh." Tôn Thiên Vũ kéo Điền Hiểu Nhã nổi giận đùng đùng đi ra. Tôn Hinh Hinh còn đang do dự thì Tôn Vân Bình đã mắng lớn. "Biến, cút hết cho tôi!" đừng ở lại làm tôi xấu hổ. Chị Hinh, em thật sự muốn đánh. Hạ Thiên lại không nhịn được. Thôi, Hạ Thiên, chúng ta cũng đi. Tôn Hinh Hinh nghe thấy như vậy thì kéo Hạ Thiên đi, miễn cho hắn ra tay đánh người. Mộc Hàm vẫn đứng ở cửa phòng bệnh, nàng căn bản không tiến vào bên trong, cả quá trình nàng không nói lời nào. Khi thấy đám người Hạ Thiên bỏ đi thì nàng cũng đi theo, chỉ sau khoảnh khắc thì năm người lại leo lên chiếu Audi A7 của Mộc Hàm. Trông, bây giờ chúng ta đi đâu về giang hải sao mộc hàm khởi động xe ngay sau đó nàng mở miệng hỏi về thôi nếu không tôi sẽ đánh người hạ thiên trả lời bây giờ hắn có chút buồn bực với tính cách của hắn chỉ cần có người mắng vợ là sẽ ra tay đánh người ngay lập tức nhưng hôm nay người mắng vợ lại là bố vợ không thể ra tay mộc hàm không hỏi gì nàng lái xe ra khỏi bệnh viện chỉ một lát sau đã chạy khỏi huyện thành lâm giang chạy về phía thành phố giang hải Xe tiếp tục chạy thêm hai cây số, một Hàm đột nhiên giảm tốc độ, nàng mở miệng nói: "Chồng, có một chiếc xe 16 chỗ luôn đi theo chúng ta kể từ khi rời khỏi bệnh viện, có gì đó không ổn." Hình như cũng không phải chỉ có một chiếc xe 16 chỗ chạy theo chúng ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, còn có một chiếc xe rất quen mắt đang bám theo. Chiếc xe còn lại đã theo chúng ta từ khi còn ở thành phố Giang Hải nếu tôi đoán không sai thì bên trong là Mỹ Nhi, cô ấy đang âm thầm bảo vệ anh. Nhưng chiếc xe 16 chỗ kia theo chúng ta từ khi rời khỏi bệnh viện, em cảm thấy có chút vấn đề. Mộc Hàm giải thích nói, thân là đặc công long tổ, năng lực quan sát của nàng rất mạnh. Mộc Hàm dừng lời rồi lẩm bẩm Chúng ta vừa đến đây trong chốc lát, sao lại có người nhìn chằm chằm vào nhanh như vậy? Chú ý, phía trước có xe. Điền hiểu nhã vội vàng hô lên mộc hàm cũng đã thấy phía trước có một chiếc xe tải dừng lại chắn đường làm trò quái gì vậy mộc hàm thắng xe dừng lại mà chiếc xe tải phía trước cũng đã tắt máy này lái xe như vậy sao tránh đường tôn thiên vô tâm tình không tốt hắn nhảy xuống xe rồi hét lớn xấu hổ quá xe đang hư đang sửa chữa hai tên thanh niên từ trên phòng xe phóng xuống trên tay mỗi người là một cái cờ lê tuy nói là sửa xe nhưng lại đi về phía bên này trông, tình hình không đúng, đám người này đến gây sự. Mộc Hàm mở miệng nói. Mộc Hàm vừa nói dứt lời thì chiếc xe 16 chỗ luôn theo sát phía sau cũng đột nhiên phóng nhanh đến rồi thắng gấp bên cạnh chiếc xe tải. Cửa xe mở ra, sáu bảy tên thanh niên từ trên xe phóng xuống, đám người đều là 20 tuổi, trên tay người nào cũng có ống tuyết hoặc cờ lê, thậm chí còn có cả dao giết heo. Dù ai nhìn thấy tình cảnh này cũng biết đám khốn kiếp kia không tốt đẹp gì. Hạ Thiên, Tôn Hình Hình, Mộc Hàm và Điền Hiểu Nhã đều xuống xe, mà đám thanh niên bên kia cũng đi về phía này vây quanh đám người, chỉ cần nhìn bộ dạng cũng biết chúng chưa vội ra tay. Chúng mày muốn gì? Tôn Thiên vô tức giận quát lớn, vì có một cao thủ là Hạ Thiên ở bên cạnh nên hắn cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay vất vả lắm mới cùng chị quay về, sau đó chưa tốt cho cha, theo lý mà nói thì phải là một sự kiện vui vẻ, nhưng không ngờ lại bị cha mắng xối xả, điều này làm cho tâm tình của Tôn Thiên Vũ đặc biệt không xong đặc biệt là câu nói vô tình của cha, điều này làm hắn nhớ đến quá khứ của Điền Hiểu Nhã, trong lòng càng không thoải mái. Trước đó hắn tức tối nhưng không có chỗ phát tiết, bây giờ có đám khốn kiếp để phát tiết bực bội. Trong ba cô nàng đẹp gái kia, ai là Tôn Hinh Hinh? Có lẽ là cô xinh nhất. Em nào xinh nhất? Tao cảm thấy em tóc vàng xinh nhất. Không đúng, cô bên cạnh hấp dẫn hơn. Tao cũng thấy em tóc vàng hấp dẫn, nhưng em này hình như là người nước ngoài. Tôn Hinh Hinh là người khác. Thôi chúng ta bắt cả hai quay về, Tôn Hinh Hinh giao cho đại ca, em ngoại quốc để lại cho anh em làm việc. Hai đứa là không đủ, phải bắt cả em thứ ba quay về, tuy kém một chút nhưng vẫn ngon hơn mấy em tiểu thư trong huyện thành này. Đám người kia không quan tâm đến câu hỏi của Tôn Thiên Vũ, tên nào cũng dùng ánh mắt tràn đầy dâm dục nhìn chằm chằm vào ba cô gái, sau đó lại đưa ra những lời bàn luận không coi ai ra gì chỉ cần nghe những lời bàn luận vừa rồi thì ít nhất tôn hình hình cũng thấy rõ, đám người này đến vì nàng. Hạ thiên, trước tiên đừng ra tay, đợi tôi hỏi rõ tình huống rồi nói sau. Tôn hình hình cảm thấy hạ thiên buông lỏng tay mình ra, nàng biết ngay hắn sắp ra tay, nhưng nàng cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ, trước tiên phải biết rõ mọi chuyện rồi nói sau. Tôi là tôn hình hình, ai bảo các người đến tìm tôi. Tôn hình hình tiến lên một bước nói. Tao đã nói em này là tôn hình hình đúng vậy tao đoán đúng dáng người tốt mặt cũng đẹp đại ca chúng ta thật có phúc vài tên thanh niên bắt đầu bàn tán rộn rã lúc này tên cầm dao giết heo trợt giống lên con bà nó im mồm hết cho tao đây là đại tẩu biết không còn không mau ra mắt đại tẩu vâng sáng tử ca mọi người lập tức lên tiếng ngay sau đó khom lưng hành lễ với tôn hinh hinh chào đại tẩu chúng mày có bị bệnh không tao thu đám ngu ngốc chúng mày làm tiểu đệ khi nào. Hạ thiên không vui sướng gì. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Tên cầm dao giết heo nói. Với bộ dạng chó má của mày mà muốn làm đại ca chúng tao sao? Mày làm đại ca một ngón chân của tao cũng còn kém. Đại ca của các người là ai? Tôn hình hình khẽ nhíu mày, sự việc hình như càng lúc càng kỳ quái. chương 257, Tên cầm dao giết heo được gọi là sáng tử ca chợt quay đầu nhìn, sau đó cười tủm tìm nói. Đại tẩu, đại ca đã đến, chỉ cứ nhìn đại ca thì biết đó là ai. Một chiếc xe Honda chạy đến, xe dừng lại, lái xe xuống mở cửa, sau đó đám thanh niên khom lưng cùng hô lớn. Đại ca, tên kia khoát tay, sau đó hắn đi về phía tôn hình hình, ánh mắt chấp động không ngừng. Hắn nhìn tư thái mê người của tôn hình hình mà thiếu chút nữa trong mắt đã rơi ra. Tôn Hinh Hinh, không ngờ là anh sao? Người kia cuối cùng cũng mở miệng, bộ dạng rất đắc ý. Là anh. Tôn Hinh Hinh thật sự rất khiếp sợ, đại ca này không những chỉ nàng biết, ngay cả Hạ Thiên cũng biết, đó chính là Trương Đại Trụ. Tôn Hinh Hinh nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là ai theo dõi mình, nhưng dù nàng nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ kẻ đó là Trương Đại Trụ. Không ngờ chỉ sau một tháng ngắn ngủi mà Trương Đại Trụ đã phát triển mạnh ở Lâm Giang, Bây giờ đã trở thành đại ca của một nhóm tiểu đệ này rồi sao? Đúng vậy, là anh, thế nào? Tôn Hinh Hinh, bây giờ hối hận chưa? Nhưng không sao, em hối hận cũng còn kịp, nếu em hồi tâm chuyển ý, cùng anh về nhà kết hôn, anh sẽ vẫn đối đãi tốt với em." Trương đại trụ nói với bộ dạng cực kỳ đắc ý. "Trương đại trụ, đầu anh có vấn đề rồi à? Dù bây giờ anh có phát triển thế nào thì cũng là dạng chó hình người, anh cho rằng có thể vượt qua anh rể của tôi sao?" Tôn Thiên Vũ nói bằng giọng khinh thường. Anh mang nhiều người như vậy đến đây làm gì? Muốn đánh nhau sao? Muốn giết người à? Chị Hinh, bây giờ nói làm gì cho mệt? Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Tôi chuẩn bị cho đám ngu mốc này đi tìm chết. Tiểu tử, ai chết còn chưa biết được. Trương Đại Chủ tất nhiên phát hiện ra Hạ Thiên, nhưng hắn dù biết đối phương đánh nhau giỏi nhưng chẳng biết mức độ thế nào. Vì vậy lúc này hắn rất tự tin với người bên mình, vì ba đánh một không chuột cũng què, dù tiểu tử kia có giỏi cách mấy, đối mặt với quá nhiều người thì sao thắng cho được. Trương Đại Trụ nhìn bộ dạng phát dục khủng bố của Tôn Hinh Hinh sau một tháng không gặp mà đáy lòng bùng lửa nóng, hắn ghen ghét vì Hạ Thiên được hưởng thụ người đẹp mà đáng lý ra phải thuộc về chính mình. Tên khốn kia đã chiếm dụng Tôn Hinh Hinh khá lâu, tất nhiên Trương Đại Trụ sẽ hận không thể băm thây Hạ Thiên. Lúc này trong mắt hắn chợt lóe lên một luồng sáng tàn khốc, hắn vung tay. Tiến hết lên, đánh chết thằng này cho tao lên anh em chém nó xiên nó đám người phóng về phía hạ thiên đùng 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 một loạt tiếng súng vang lên kèm theo đó là những tiếng kêu gào thảm thiết khoảnh khắc này ngoài trương đại trụ thì tám tên thanh niên đều ngã lăn trên đất tên nào cũng dùng tay chụp lấy bắp đùi máu tươi đang chảy ra ồ ồ lúc này có tám viên đạn găm vào đùi tám tên thanh niên vì vậy mà đám người không còn sức chiến đấu đúng lúc này một giọng nói có chút dễ nghe truyền vào trong tai của Trương Đại Trụ. Anh cảm thấy tôi nên bắn vào vị trí nào? Tôn Hình Hình chợt choáng váng, Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã cũng dùng ánh mắt ngây ngô nhìn Mộc Hàm. Người vừa nổ súng chính là người đẹp tóc vàng quyến rũ tuyệt vời, mà khoảnh khắc này tất cả mọi người mới biết Mộc Hàm trước nay luôn lái xe chính là một người mạnh mẽ khủng bố, không nói một câu nào nhưng dùng súng bắn ngã tám tên côn đồ. Hạ Thiên lại có chút bất mãn. Vợ, chị nổ súng làm gì để tôi ra tay thì tốt hơn chồng đây chỉ là vài tên lưu manh nho nhỏ để tôi giải quyết để cậu không cảm thấy có vợ như không mộc hàm nở nụ cười quyến rũ với hạ thiên tất nhiên nguyên nhân thật sự chính là mộc hàm nổ súng để phát tiết vậy chị nên bắn vào đầu chúng nó bắn vào chân chỉ phí đạn hạ thiên vẫn còn bất mãn bắn vào đầu như vậy chẳng phải sẽ chết người sao Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu nhã nghe thấy những lời của Hạ Thiên mới biết, thì ra người mạnh mẽ nhất vẫn là anh rể của mình, bây giờ anh rể đã muốn trực tiếp xử lý đám côn đồ. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ. "Trong, một súng cuối cùng của tôi bắn vào đầu tên này là được." "Không, không cần." Trương Đại trụ giơ tay lên, vẻ mặt như màu đất. "Xin, xin tha mạng." "Trương Đại trụ, sao anh biết tôi quay về?" Tôn Hinh Hinh mở miệng hỏi nàng cảm thấy sự việc quá trùng hợp, nàng mới đến bệnh viện hơn 10 phút, sao Trương Đại Trụ đã biết mà đến quấy rối Trương Đại Trụ có chút ấp úng, giống như không muốn nói. Nói mau, nếu không tôi bắn. Một hàm quát lớn, họng súng chỉa thẳng vào đầu Trương Đại Trụ. Đừng, đừng nổ súng, tôi nói, cái gì tôi cũng nói. Trương Đại Trụ bị dọa đến mức vẻ mặt trắng bệch. Nhị thúc nói, nhị thúc điện thoại cho tôi, nói tôi nhanh chóng đến bệnh viện khi tôi đến bệnh viện thì thấy mọi người đi ra, vì vậy tôi mới cho đám sáng tử đi trước, tôi tiến vào bệnh viện, sau đó mới theo sau. Nhị thúc của anh, Tôn Hình Hình có chút buồn bực, ngay sau đó nàng lại hiểu. Có phải vị bác sĩ trường chữa bệnh cho cha tôi là nhị thúc của anh không? Đúng vậy, tuy không phải thân thích nhưng tôi luôn gọi ông ấy là nhị thúc. Vì bị họng súng chĩa thẳng vào người, Trương Đại Trụ không dám chần chừ, hắn trả lời ngay cha tôi rõ ràng bị người đánh, bác sĩ Trương lại nói bị trúng gió, có phải anh cố ý làm vậy không? Tôn Thiên Vũ ở bên cạnh mở miệng hỏi. Không, không phải. Ánh mắt Trương Đại trụ chợt lóe lên. Đùng, một hàm nã đạn, nhưng nàng chỉ bắn trúng chân Trương Đại trụ. Á, à, Trương Đại trụ hét lên thảm thiết, sau đó hắn quỳ dạp xuống gào lên. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi khai, tôi khai tất cả. Đừng nói dối trước mặt tôi, nếu còn dám nói dối nữa lời tôi sẽ bắn vỡ đầu anh. Mộc Hàm khẽ nói. đừng tưởng tôi không biết, chưa có ai dám nói dối trước mặt tôi. không dám, tôi không dám nữa. tôi nói, tôi cố ý để nhị thuốc nói như vậy. tôi không muốn để người khác biết tôi đánh tôn vân binh. trương đại trụ lúc này đã rất sợ hãi, hắn cũng không dám che giấu. cha tôi là anh đánh bị thương sao? tôn hình hình rất tức giận. sao anh lại đánh ông ấy? Ông ta, ông ta biết một số chuyện không nên biết, vì tôi phải đánh ông ta bất tỉnh. Trương Đại Trụ dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Tôi chỉ muốn ông ta hôn mê bất tỉnh, nhưng không ngờ ông ta lại tỉnh. Nhị Thúc nói cha cô vội vã đuổi các người đi, có lẽ hơn phân nửa đã biết bí mật của chúng ta. Tôi, tôi khuyên các người nên nhanh chóng về cứu người, nếu không cha cô sẽ chết. Cái gì? Vẻ mặt tôn hình hình chợt biến đổi. Anh nói cha tôi cố ý đuổi chúng tôi đi sao? Tôi cũng không hiểu rõ cho lắm, đây là nhị thúc nói, ông ta nói cha cô có hơn phân nửa sợ mọi người bị liên lụy, cũng sợ tôi tìm cô, vì vậy mới vội vàng đuổi đi. Các người mau thả tôi ra rồi tranh thủ thời gian về bệnh viện. Trương Đại Trụ sợ bị bắn chết, vì vậy vội vàng ép đám người tôn hình hình phải đi. Các người có bí mật gì? Một hàm đột nhiên chen lời. Điều này, Trương Đại Trụ bắt đầu do dự. Nói mau, không tôi sẽ nổ súng. Một hàm quát đừng nổ súng, tôi nói, tôi nói là buôn thuốc phiện. trương đại trụ vội vàng nói, sau đó hắn khóc lóc cầu xin mộc hàm. tôi đã nói tất cả, tôi xin cô tha cho tôi, tôi thật sự không muốn chết. loại nhu nhược, mộc hàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn trương đại trụ, ngay sau đó nàng nhấc chân đá vào đầu để đối phương ngất đi. sau đó nàng quay đầu nhìn hạ thiên, chồng, dựa theo lời hắn nói thì cha tôn linh hình, hình thật sự biết được nguy hiểm cậu có muốn quay về cứu người không? Hạ Thiên, chúng ta mau quay về. Tôn Hình Hình bây giờ biết cha cố ý đuổi mình đi, tất nhiên nàng sẽ không còn oán hận gì, chỉ còn lo lắng. Tuy Hạ Thiên không hứng thú đi cứu người, nhưng Tôn Hình Hình phải đi, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Mà đến lúc bọn họ bỏ đi nhưng cảnh sát chưa xuất hiện, vì vậy có thể thấy sự việc tương đối quỷ dị. Đoàn người lại tiến vào bệnh viện, khi đến phòng bệnh thì phát hiện bên trong rỗng tuếch, hai vợ chồng tôn vân binh và điền tố nga đã không còn ở đây tôn thiên vũ nhanh chóng điện thoại cho mẹ nhưng điện thoại không có người nhấc máy lúc này tôn hình hình và tôn thiên vũ đều cảm thấy bất an chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện rồi sao một y tá đi vào phòng bệnh tôn hình hình tranh thủ hỏi chào chị y tá xin hỏi người bệnh ở đây đi đâu rồi vừa mới xuất viện cô y tá trả lời xuất viện nhanh vậy sao tôn hình hình có chút hoài nghi người bệnh vội vã xuất viện chúng tôi cũng không có biện pháp có lẽ vội về nhà cô y tá nói chị nếu không chúng ta về nhà xem thế nào tôn thiên vũ đề nghị được rồi tôn hình hình cũng không có biện pháp nào khác mộc hàm lại chen vào chị y tá cho hỏi bác sĩ trương có ở đây không bác sĩ trương sao cô y tá suy nghĩ một chút rồi lắc đầu anh ấy vừa mới tan tầm nếu các người muốn tìm anh ấy thì phải đến ngày mai xế chiều anh ấy mới đi làm cảm ơn chị mộc hàm nở nụ cười thản nhiên điều này làm cho cô y tá có chút ghen ghét người phụ nữ này cười như một yêu tinh mọi người lại đi ra bệnh viện lên xe chuẩn bị chạy về nhà tôn hinh hinh nhưng xe vừa chạy ra khỏi huyện thành thì điện thoại của tôn thiên vũ đã vang lên mẹ gọi đến tôn thiên vũ nhìn dãy số mà cảm thấy vui sướng Hắn tranh thủ thời gian nhấn nút nghe, rồi vội vàng hỏi: "Mẹ, sao lại xuất viện sớm như vậy? Mọi người đang ở đâu?" "Mày là Tôn Thiên Vũ sao?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Chương 258. Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ chợt biến đổi lớn, hắn nghiêm nghị hỏi: "Anh là ai? Điện thoại của mẹ tôi sao ở trong tay anh? Nếu không muốn cha mẹ mày xảy ra chuyện thì đừng lắm mồm." Đưa Tôn Hinh Hinh đến khu quy hoạch nhà máy khai thác đá đáng ngay. Người đàn ông trẻ tuổi bên kia nói một câu như vậy thì cúp máy. Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ trở trở nên khó coi, hắn quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh. Chị, có thể đám khốn kiếp kia bắt cha mẹ đi rồi. Bọn họ muốn gì? Tôn Hinh Hinh hỏi. Bảo là đưa chị đến khu quy hoạch nhà máy khai thác đá. Chị, em thấy chị đừng đi, để em và anh giải đảm nhiệm là được. Tôn Thiên Vũ nói em đưa anh rể đến nhà máy cứu cha mẹ về chị ở đây chờ là được chị sẽ cùng đi với hạ thiên nếu bọn họ không thấy chị thì chưa chắc cho các người thấy mặt cha mẹ tôn hinh hinh lắc đầu nàng tin hạ thiên có thể bảo vệ mình có nên báo cảnh sát không điền hiểu nhã sen vào một câu đám người này không kiêng nể gì hơn phân nửa là có cấu kết với cảnh sát tôi thấy tốt nhất đừng báo cảnh sát mộc hàm đột nhiên nói chúng ta tự giải quyết thôi khu quy hoạch kia ở đâu? Cách đây không xa. Tôn Thiên Vũ trả lời. Chồng, bây giờ chúng ta đến nhà máy kia, nhanh chóng ra tay để sớm kết thúc mọi việc. Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên. Đúng vậy, đi thôi. Hạ Thiên cũng không thích lề mề, tất nhiên hắn tán thành lời đề nghị của Mộc Hàm. Chỉ cần Hạ Thiên không có ý kiến thì Mộc Hàm cũng không quan tâm đến ba người còn lại, nàng bẻ tay lái chạy về phía khu quy hoạch những năm nay ở đâu cũng có khu quy hoạch, một thị trấn nho nhỏ của huyện Lâm Giang cũng có quy hoạch. Nhưng khu quy hoạch này thực tế còn chưa khai phá, trên cơ bản là một vùng hoang phế, và nhà máy khai thác đá chính là một trong những hạng mục ở khu quy hoạch như vậy. Xe chạy vào khu quy hoạch, từ xa đã có thể nhìn thấy những khu nhà xưởng, mà bên trong những khu nhà xưởng kia có hàng đống đất đá, đây chính là nhà máy khai thác đá. Mộc hàm chạy xe đến cánh nhà máy 500 m thì dừng lại. Trông, hai chúng ta đi vào để mọi người ở lại đây canh chừng không được tôi phải đi mục tiêu của bọn họ là tôi nếu không có tôi thì bọn họ sẽ không giao cha mẹ ra tôn hình hình lập tức phản đối hay là để chị hinh đi mọi người ở lại xe chờ hạ thiên không so đo với những chuyện nhỏ nhặt thế này hắn kéo tôn hình hình xuống xe sau đó đi về phía cửa chính nhà máy khai thác đá này đứng lại khi vừa đến cổng nhà máy một tên thanh niên đi tới, hắn quét mắt nhìn hai người, ngay sau đó lại chật chật tán thưởng. Đúng là nóng bỏng, em là Tôn Hinh Hinh sao? Đúng vậy, tôi là Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh trả lời. Tốt lắm, em theo anh vào. Tên thanh niên vẫy tay. Tiểu tử, cút sang một bên đứng chờ đi. Hạ Thiên lập tức nổi giận, thằng ngu này tưởng hắn cũng ngu như mình sao? Hắn ở ngoài chờ, để vợ mình đi vào, đây chẳng phải đưa cừu vào miệng sói à? Vì vậy Hạ Thiên lập tức phóng lên tung một cước cho tên kia nằm im trên mặt đất, sau đó hắn kéo tay Tôn Hinh Hinh. "Chị Hinh, đừng quan tâm đến thằng ngu này, chúng ta vào thôi." Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh đi vào nhà máy, lúc này hắn mới phát hiện bên trong rất trống trải, hầu như chẳng có vật liệu đá gì cả. Ngoài vị trí sâu bên trong có một chồng đá cao ngất thì tất cả những địa phương khác đều trống trơn. Hai bên nhà xưởng cứ vài mét lại có một người, trên tay đám người là ống tuyết nếu là người bình thường tiến vào thấy tình cảnh này sẽ sợ mềm nhũn chân, tất nhiên Hạ Thiên sẽ chẳng sợ. Tôn Hình Hình cũng là người gặp qua nhiều tình cảnh lớn, nàng ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, nàng không có gì phải sợ. Hai người đi vào sâu bên trong, phía trước đống đá ở vị trí trong cùng có hơn 10 tên đàn ông vây quanh một cặp nam nữ. Người đàn ông hơn 30, dáng người bình thường, hốc mắt hõm sâu làm người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi. Trên miệng người này là một điếu xì gà, nhưng xì gà lại không được châm lửa, Rõ ràng chỉ lấy ra để giả vờ. Bên cạnh người đàn ông chính là một người phụ nữ có vài phần tư sắc, đối với Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh thì không xa lạ gì người phụ nữ này, đây chính là chị của Trương Đại Trụ, Trương Ngọc Phân. Trước đó Tôn Hinh Hinh đã từng nhìn thấy Trương Đại Trụ, vì vậy bây giờ nàng gặp mặt Trương Ngọc Phân mà không mấy ngạc nhiên. Nàng không quen biết nhiều người ở thị trấn này, hơn nữa đã 6 năm rồi nàng chưa về đây, có lẽ cũng chỉ còn hai chị em Trương Đại Trụ mới coi nàng là mục tiêu nay tôn hình hình một tháng không gặp mà đẹp hẳn ra bây giờ có đàn ông làm dịu đúng là không còn giống trước kia trương ngọc phân mở lời với tôn hình hình giọng điệu vẫn như cũ rất quái dị mỗi ngày cô đều có đàn ông làm dịu sao càng ngày càng xấu ra như vậy hạ thiên đón lời hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn trương ngọc phân xem ra ánh mắt của cô quá kém tìm những tên đàn ông không đứng đắn nào tìm được người đàn ông đẹp trai như tôi tiểu tử cầm miệng cho tôi. Trương Ngọc Phân thẹn quá hóa giận, nàng giống lên với Hạ Thiên. Chính là thằng khốn này hại tôi không thể không rời khỏi thành phố Giang Hải, hôm nay mày rơi vào tay bà, bà sẽ cho mày sống không được chết không xong. Đầu óc cô có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ tìm nhiều đàn ông quá mà choáng váng? Sao tôi lại rơi vào tay cô? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường, sau đó hắn không còn kiên nhẫn. Này, tôi không có thời gian nói chuyện với cô, mau đưa cha mẹ của Hinh Hinh ra đây. Hạ Thiên, bà biết mày giỏi đánh đấm, như vậy thì sao? Mày cũng không thể đánh lại quá nhiều người, hơn nữa bây giờ chúng tao có con tin, mày dám ra tay sao? Trương Ngọc Phân cười lạnh một tiếng. Nếu mày dám động tay động chân thì Tôn Vân Binh và Điền Tố Nga sẽ chết. Trương Ngọc Phân, cô không được làm bậy. Tôn Hình Hình có chút nôn nóng. Cô muốn thế nào mới thả cha mẹ tôi ra? Muốn tôi thả người thì cũng rất đơn giản, cô bảo tên khốn kia đứng im để mọi người ở đây thỏa sức đánh đấm. Trương Ngọc Phân dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, nàng hận cũng không phải là tôn hình hình, đối tượng của nàng là Hạ Thiên. Trương Ngọc Phân, cô cố tình gây chuyện sao? Tôn hình hình có chút tức giận, điều kiện kia nàng sẽ không thể nào đáp ứng. Cô muốn tiền phải không? Nói đi, cô cần bao nhiêu? Này, hình hình, có lẽ bây giờ nhiều tiền rồi nhỉ? Trương Ngọc Phân chật chật cảm thán trên tay cô còn đeo cả nhẫn kim cương xem ra cũng thật sự có tiền nhưng đáng tiếc hôm nay tôi không muốn tiền thế nào không nỡ đàn ông của mình bị đánh vậy thì được cô thay thế chỉ cần cô để cho tất cả đàn ông ở đây sờ mình một lần tôi sẽ thả cha mẹ cô ra thế nào ha 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 chị phân nói đúng quá cho chúng em sờ con bé này đi nhìn cặp mông kìa chắc chắn cảm giác rất tuyệt tao muốn sờ ngực chỗ đó mới có cảm giác ngu quá, chúng mày chỉ biết sờ hai chỗ đó sao? Ha ha ha, đám người cười lên hô hố, có vài tên cười đến mức ôm bụng. Đồng thời cũng có vài chục ánh mắt dâm tục nhìn về phía tôn hinh hinh, bộ dạng hận không thể nuốt nàng vào bụng. Bốp, một cái tát vang lên, đám người ngưng cười ngay lập tức. Trương Ngọc Phân vuốt gò má nóng bỏng, nàng dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Mày, mày dám đánh bà. Bốp, Hạ Thiên lại vung tay, một cái tát trả lời trương ngọc phân trương ngọc phân thiếu chút nữa đã nổi điên nàng đột nhiên thét lên 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 hết cho bà đánh thằng này thành tàn phế sau đó thay nhau chơi con tôn hình hình trước mặt bà trương ngọc phân cô không phải con người tôn hình hình nghe nói như vậy thì gương mặt tức giận đến mức trắng bệnh chị hinh đừng sợ đối phó với loại người này phải cho chính đối phương nếm thử tư vị được thay phiên làm việc hạ thiên ôm lấy tay tôn hình hình tay kia lấy ngân châm ra. Lên, đánh chết mẹ nó đi. Nhanh, ông muốn lên người con kia. Cô nàng này quá ngon, ông muốn biết thế nào là người đẹp chính thức. Một đám lưu manh cùng vùng ống tuyết phóng về phía Hạ Thiên, đúng lúc này Hạ Thiên vung tay lên, hơn 10 cây ngân châm bay ra, đám người ngã xuống hơn phân nửa. Ngay sau đó hắn ôm tôn hinh hình đánh về phía đám người còn lại, những tiếng kêu thảm liên tục vang lên, chưa đến một phút sau, mười mấy người còn lại cũng ngã lăn lên mặt đất lúc này những người còn đứng chỉ là trương ngọc phân và người đàn ông bên cạnh may mày mặc kệ tôn vân binh và điền tố nga sao vẻ mặt trương ngọc phân chợt trở, trở nên tái nhợt rõ ràng nàng không ngờ hạ thiên mạnh mẽ đến mức này điều này cũng rất bình thường một tháng qua nàng không có mặt ở giang hải sao biết được hạ thiên mạnh mẽ thế nào đúng là ngu ngốc tưởng tôi không biết bọn họ bị nhốt ở đâu sao hạ thiên bĩu môi hai người bọn họ đang bị giữ sau đống đá này chỉ cần tôi xử lý đám người này thì bọn họ sẽ không sao. Này anh bạn, chuyên gì cũng từ từ, tôi là thái tử. Người đàn ông ở bên cạnh Trương Ngọc Phân cuối cùng cũng mở miệng, rõ ràng sự khủng bố của Hạ Thiên làm hắn sợ hãi. Hạ Thiên đột nhiên phóng đến đạp ngã người này xuống đất. Ai là anh bạn của ông? Đến lúc này người còn đứng cũng chỉ còn một mình Trương Ngọc Phân, khi thấy Hạ Thiên nhìn về phía mình, nàng không khỏi lùi về phía sau hai bước, giọng nói có chút run rẩy. "Cậu, cậu muốn gì? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động đến tôi, thái tử sẽ không bỏ qua cho cậu." "Yên tâm, tôi sẽ không động đến cô." Hạ Thiên cười hì hì, ngay sau đó hắn biến thành một bóng người xẹt qua những tên đang ngã trên mặt đất, hắn dùng tốc độ cực nhanh cho mỗi người một châm. "Trương Ngọc Phân, không phải cô muốn đám người này cùng cưỡng hiếp vợ tôi sao? Cô sẽ nhanh chóng được hưởng hương vị này." Hạ Thiên quay lại bên cạnh Tôn Linh Linh hắn nở nụ cười sáng lạn với Trương Ngọc Phân. Hạ Thiên cũng không đợi Trương Ngọc Phân mở miệng mà đi ra phái sau đống đá, hai vợ chồng Tôn Vân Binh và Điền Tố Nga bị trói lại với nhau và ném ở đây. Hạ Thiên cởi dây cho hai người và nói với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đi ra thôi. chương 259 Tôn Vân Binh vừa được cứu giống như vẫn còn choáng váng, lần này lão cũng không mắng Tôn Hinh Hinh, nhưng khi nhìn thấy đám lưu manh nằm đầy đất mà không khỏi nhìn Hạ Thiên, con gái mình tìm được bạn trai gì thế này. Tuy Tôn Vân Binh bị trói lại sau đống đá, tuy không được nhìn thấy tình cảnh xảy ra ở phía bên kia nhưng cũng nghe được những đoạn đối thoại, vì vậy biết được đám lưu manh bị Hạ Thiên đánh ngã. Hình hình, rốt cuộc là có chuyện gì? Điền Tố Nga cũng không hiểu rõ tình huống. Nếu không muốn chế thì nhanh chóng đi ra. Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói một câu. Sau đó hắn cũng không quan tâm hai ông bà Tôn Vân Binh có phản ứng gì mà lập tức kéo Tôn Hinh Hinh ra ngoài đi trước rồi nói sau. Tôn Hình Hình cũng vội vàng nói một câu. Lúc này Tôn Vân Binh và Điền Tố Nga cũng không dám nói gì, cả hai vội vàng chạy theo Tôn Hình Hình. Trương Ngọc Phân nhìn bốn người Hạ Thiên khuất khỏi tầm mắt mà cảm thấy mê hoặc, Hạ Thiên cứ buông tha cho mình như vậy sao? Nhưng câu nói vừa rồi của đối phương có nghĩa là gì? Đúng lúc này Trương Ngọc Phân đột nhiên phát hiện đám thủ hạ của mình đang bò lên, vì vậy mà trong lòng không khỏi có chút vui vẻ các người không sao đấy chứ. Nhưng ngay sau đó Trương Ngọc Phân đã mắng. Chúng mày đúng là phế vật, nhiều người như vậy cũng không đấu lại một người. Trương Ngọc Phân còn chưa mắng xong thì cảm thấy tình huống có chút kỳ lạ, đám người kia đều dùng ánh mắt đỏ hồng nhìn nàng. Ánh mắt này rất quen thuộc, đó chính là ánh mắt ham muốn của đàn ông, nhưng hình như tình huống còn nghiêm trọng hơn bình thường. Điều làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ chính là đám người kia đang bổ nhào vào mình. Chúng mày muốn làm gì? không cần phải tao là chị phân chúng mày không muốn sống sao á à, trương ngọc phân muốn bỏ chạy nhưng đã bị người ôm chặt từ phía sau khoảnh khắc sau vài chục tên đàn ông đã phóng đến cảm giác đau đớn dữ dội chợt truyền đến trương ngọc phân chỉ cảm thấy trên người mình có vài chỗ bị chọc thủng khoảnh khắc này nàng đã hiểu câu nói của hạ thiên vài phút trước nàng muốn đám người này dùng sức cưỡng hiếp tôn hinh hinh đáng tiếc là không thành công mà bây giờ báo ứng lại kéo lên người nàng Lúc này ở bên ngoài, Hạ Thiên đang ôm Tôn Hinh Hinh chậm rãi đi về phía trước, hắn lầm bầm một câu. Đám người kia đúng là không biết thưởng thức, ngay cả loại phụ nữ kia cũng ham muốn cho được. Mẹ, mọi người không sao đấy chứ. Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu nhã xuống xe chạy đến. Không có gì, sao các con lại quay về rồi. Điền Tố Nga không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì sao nàng lại bị bắt cóc. Chúng con gặp tên khốn trương đại trụ, biết rõ mọi người gặp chuyện không may, vì vậy mới quay lại. Tôn Thiên Vũ giải thích một câu. Trương Đại Trụ sao? Tôn Vân Binh vội hỏi, vẻ mặt có chút căng thẳng. Trương Đại Trụ bị anh rể đánh cho một trận, có còn sống hay không cũng khó nói. Tôn Thiên Vũ thuận miệng nói, dù biết Tôn Vân Binh cố ý mắng để bọn họ bỏ đi, cũng vì tốt cho mọi người, nhưng trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Thôi bỏ đi, chúng tôi không sao, các người tranh thủ thời gian quay về thành phố Giang Hải. Lúc này Tôn Vân Binh không mắng người nhưng vẫn muốn bỏ đi. Chúng con đi thì mọi người phải làm sao? Tôn Thiên Vũ tức giận nói một câu. Tiểu Vũ, đừng nói lung tung. Tôn Hình Hình trách em. Chị, em nói sai sao? Có chuyện gì nên thương lượng giải quyết, chỉ biết cho chúng ta đi, chúng ta đi thì sao? Nếu thật sự có vấn đề thì đi là xong sao? Tôn Thiên Vũ có chút bất mãn bây giờ anh rể đang có mặt ở đây, chúng ta nên dứt khoát giải quyết mọi chuyện, sau này cũng không còn phiền toái. Đúng vậy, anh Tôn, có chuyện gì chúng ta về nhà thương lược, dù sao cũng phải giải quyết mới êm thấm được. Điền Tố Nga cũng khuyên nhủ. Tôn Vân Binh nhìn Tôn Hinh Hinh, vẻ mặt lão có chút biến đổi, sau đó lão hỏi một câu. Các người có quen biết quan viên cao hơn bí thư huyện ủy không? Cha, Hạ Thiên có quen biết chủ tịch tỉnh. Vì để cha yên tâm nên Tôn Hinh Hinh phải nói như vậy, tất nhiên nàng cũng không nói dối, Hạ Thiên có quen một vị chủ tịch tỉnh là Kiều Trấn Quốc. Vậy thì được, chúng ta về nhà trước, về rồi nói sau. Tôn Vân Bình cuối cùng cũng không muốn đuổi Tôn Hinh Hinh đi. Lên xe đi." Mộc Hàm nói, nàng đã sớm chờ đợi đến mức khó chịu. Tôn Hinh Hình thấy chiếc Audi A7 chỉ có 5 chỗ ngồi, nàng không khỏi có chút chần chừ. Hình như không ngồi đủ. Không sao ngồi xịch vào một chút là được. Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh ngồi ở vị trí tay lái phụ, vì vậy mọi người cảm thấy thật sự có thể cùng ngồi vào xe, phía sau 4 người ngồi cũng không có vấn đề. Nhà của Tôn Hinh Hinh ở thôn cửa sông cách thị trấn 20 phút đi xe, thôn này cũng không lớn, chỉ có khoảng 100 gia đình. Bây giờ nhà ở nông thôn thường được xây dựng khá đường hoàng, nhà Tôn Hinh Hinh cũng là như vậy, phía trước có một khoảng sân, có giếng nước, bên giếng nước có một khóm trúc. Nếu trong thành phố có một ngôi nhà thế này thì rất quý, nhưng đây là nông thôn, điều này là rất bình thường. Trước nhà tôn gia là một tiệm tạp hóa, vừa bán hàng hóa vừa chơi mặt trược. Đây chính là nơi náo nhiệt nhất ở vùng nông thôn, mà đám người tôn hình hình về nhà tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Ủa, không phải anh tôn bị trúng do hả? Bây giờ hình như không việc gì rồi. Có lẽ đã được chỉ tốt, bây giờ y thuật phát triển, còn bệnh gì không chữa được. Ai như hình hình vậy, nhà đầu kia đã 6 năm chưa về nhà, hôm nay đã quay lại rồi sao? Có lẽ là vậy, nhưng bây giờ lớn tướng, biến đổi quá lớn. Đúng vậy, trước kia nhà đầu hình hình đã rất đẹp, bây giờ lại càng thêm hấp dẫn. Nghe nói cô ấy đã tìm được một người chồng có tiền trong thành phố, không còn liên quan đến Trương gia. Đây cũng là điều bình thường, nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ cắt ngay tên Trương đại trụ lưu manh kia, xinh đẹp như vậy sao không tìm được chồng tốt? nhưng trương gia hình như vẫn không chịu bỏ qua, tên đại trụ kia hình như cũng đã đến tìm anh Tôn, giống như bắt anh ấy bồi thường tiền. Mọi người bắt đầu nghị luận rộn rã, đám người Tôn Hinh Hinh đã đi vào nhà. Lần đầu tiên về nhà sau 6 năm, Tôn Hinh Hinh cảm thấy có chút cảm giác không yên, nhưng vì có Hạ Thiên mà nàng đã bình tâm hơn. Tố Nga, cũng không còn sớm nữa, em chuẩn bị cơm tối đi, giết một con gà hầm cách thủy. Tôn Vân Binh mời mọi người ngồi xuống, lão nói với Điền Tố Nga. Điền Tố Nga lên tiếng, sau đó đi vào phòng bếp. Cha, bây giờ đã nói cho chúng con biết có chuyện gì xảy ra được chưa? Tôn Thiên Vũ có chút vội vàng. Tôn Vân Bình cuối cùng cũng mở miệng, thật ra sự việc cũng không có gì phức tạp, cuối cùng vẫn liên quan đến Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên. Trương Đại Trụ vốn ở thành phố Giang Hải quấn lấy Tôn Hinh Hinh, nhưng vì Hạ Thiên xuất hiện mà hắn không thể ở lại Giang Hải sau khi hắn quay về thì quấn lấy Tôn Vân Binh, mở miệng là đòi lão 100 ngàn, nếu không có tiền thì phải kéo Tôn Hinh Hinh về làm vợ. Tôn Vân Binh rơi vào đường cùng cũng chỉ còn cách đồng ý sẽ kiếm tiền trả cho Trương Đại Trụ, những năm gần đây kiếm tiền rất dễ nhưng muốn kiếm được 100 ngàn thì phải nói là khó như lên trời. Tôn Vân Binh khổ sở một tháng cũng chỉ được 5.000 đồng, mấy ngày trước lão lên huyên thành trả tiền cho Trương Đại Trụ. Trương Đại Trụ đã từng cho Tôn Vân Binh một địa chỉ nhà, nếu muốn tìm hắn thì trực tiếp đến đó vì tôn vân binh không điện thoại cho trương đại trụ vì vậy lập tức xảy ra vấn đề tôn vân binh đi vào nhà trương đại trụ lão nghe được đoạn đối thoại buôn bán thuốc phiện của trương đại trụ với một người nào đó sau đó tôn vân binh rất hoảng sợ lão xoay người muốn bỏ chạy đáng tiếc lại để cho trương đại trụ phát hiện ra vì vậy hắn thuận tay cầm ống vip cho lão một gậy cuối cùng tôn vân binh vào bệnh viện còn được chuẩn đoán là trúng gió đến hôm nay mới tỉnh lại sau khi nghe tôn vân binh nói những chuyện đã xảy ra tôn thiên vũ vẫn có chút khó hiểu cha sao không báo cảnh sát sao lại sợ trương đại trụ như vậy bố không sợ trương đại trụ tôn vân binh lắc đầu ngày đó bố còn nghe trương đại trụ nhắc về một người tên là thái tử nghe nói hắn giúp thái tử bán thuốc phiện bố sợ người này thái tử là ai tôn thiên vũ có chút kỳ quái tôn vân binh hạ giọng nói ở Lâm Giang chỉ có một người được gọi là thái tử, đó chính là con trai duy nhất của Bí thư huyện ủy Lâm Giang, là Thái Bằng Trình. Con trai của Bí thư huyện ủy bán thuốc phiện sao? Niên Hiểu Nhã có chút nghi ngờ. Không đến mức như vậy chứ? Tôi cũng không hiểu rõ, nhưng Trương đại trụ nói như vậy, tôi chỉ có thể tin. Tóm lại tôi cảm thấy các người nên bỏ đi là an toàn nhất." Tôn Vân Bình nói. "Hạ Thiên, vừa rồi Trương Ngọc phân hình như cũng nhắc đến cái tên thái tử." Tôn Hình Hình khẽ nói, quan tâm hắn là thái tử hay hoàng đế, dám tới làm phiền tôi, như vậy tôi sẽ xử lý hắn. Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm vấn đề này. Ơ, ờ, Hình Hình, cháu đã quay về, nhà tôi trông cháu như trăng trông sao đấy nhé. Ngoài cửa chợt vang lên một âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, một người đàn ông hơn 50 đang đứng ngoài cửa. Tôn Vân Bình đột nhiên đứng lên. Anh Trương, anh đến làm gì? Này ông thông ra anh nói quá kỳ quái, con dâu của tôi về nhà, tất nhiên tôi phải đến xem. Ánh mắt ông lão họ trương vẫn nhìn chầm chầm vào tôn hình hình. Vài năm không gặp, hình hình đúng là ngày càng đẹp, đại trụ tử nhà chúng tôi quả là có phúc. Đại trụ tử nhà ông đã sắp chết, ông còn có ý với chị tôi sao? Tôn Thiên Vũ tức giận nói, người đàn ông trung niên kia là cha cha của trương đại trụ, tất nhiên Tôn Thiên Vũ cũng biết. Này, con gái của ông cũng sắp chết, ông tranh thủ đi nhặt xác con gái là vừa. Hạ Thiên đột nhiên nói ra một câu. Cha Trương Đại Trụ lập tức giận tím mặt. Đám tiểu tử này nói vậy à? Có người nào nói chuyện với cha chú như vậy sao? Người đàn ông trung niên còn chưa nói dứt lời thì bên ngoài đã vang lên một âm thanh. Anh Trương, anh Trương, có chuyện rồi, trong huyện điện thoại đến, Ngọc Phân nhà chúng ta xảy ra chuyện. Trương 260 khi đội trưởng vũ tiến đội cảnh sát hình sự cục công an huyện lâm giang đến nhà máy khai thác đá thì nôn hết tất cả những gì đã ăn ra ngoài hắn tin đêm nay dù có ăn gì cũng không vô mà đám cảnh sát hình sự đi theo cũng thiếu chút nữa đã phun tất cả chất đắng trong bao tử ra ngoài tình cảnh đúng là cực kỳ ác tâm có hơn chục tên đàn ông động dục mà chỉ có một phụ nữ vì vậy mà có vài tên đàn ông phong tình trở thành con mồi của đám đàn ông động dục vì vậy tình cảnh chán ghét nhất đối với đám cảnh sát đã xuất hiện đội trưởng, phải làm sao? Có một cảnh sát với sức chịu đựng tốt mở miệng hỏi. May nói người đưa súng gây mê đến đây. Vu Tiến cố gắng chịu đựng xúc động rút súng bắn chết đám khốn nạn kia, hắn hạ lệnh. Vài phút sau súng gây mê đã được đưa đến, Vu Tiến Cường và đám cảnh sát hình sự cũng không nhịn được phải xạ súng gây mê vào đám người khốn kiếp, tất cả đám đàn ông động dục đều bị bắn gục. Gọi bệnh viện đưa xe cứu thương đến đây ngay. Vu Tiến tiếp tục hạ lệnh. Vài phút sau đám bác sĩ và y tá bệnh viện có kiến thức rộng rãi cũng bị kéo đến, một tiểu y tá đáng thương trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đừng nói là cứu người, cứu mình còn chưa kịp. 6 giờ tối, khi Vu Tiến về đến đội cảnh sát hình sự, hắn muốn uống một ly cà phê sữa để hồi phục tinh thần, nhưng khi vừa pha xong, nhìn vào bọt cà phê và chất sữa lại nhớ đến tình cảnh khốn kiếp kia, vì vậy mà cực kỳ khó chịu, cũng không thể uống trôi. Đội trưởng, một cảnh sát hình sự đi đến đây là Miêu Dũng được Vu Tiến phái đến bệnh viện, cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của Vu Tiến. Tình huống của đám người kia thế nào? Vu Tiến hỏi. Người phụ nữ kia, Trương Ngọc Phân đã chết. Miêu Dũng khẽ nói. Đám người kia đều sống, nhưng... Nhưng cái gì? Vu Tiến nhíu mày hỏi. À, đều bị phế. Vẻ mặt Miêu Dũng rất cổ quái. Phế, tàn phế sao? Vu Tiến còn chưa hiểu. Cứ xem là thế. Miêu Dũng cười gượng. Nghe anh nói này Miêu Dũng, chú không nói rõ ra một chút được sao? Vu Tiến rất bất mãn. Điều này, đội trưởng, bộ phận kia của bọn họ đã không xài được nữa. Miêu Dũng cũng chỉ còn cách giải thích. Hừ, đừng nói nữa. Vu Tiến lập tức hiểu ra, đám khốn kiếp kia đã bị phế, đã không còn là đàn ông. Khổ, khổ, tóm lại, đội trưởng, đám người kia coi như xong, bệnh viện nói bọn họ đã sử dụng thuốc quá mạnh, nhưng vấn đề là thử máu lại không có manh mối gì. Miêu Dũng cũng cảm thấy sự việc này rất chán ghét. Nói như vậy thì bọn họ bị người ta động tay động chân sao? Vu Tiến khẽ nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, tên khốn nào dám làm ra sự việc chán ghét như vậy. Đừng để hắn bắt được. Tôi đã nghe ngóng, nghe nói có liên quan đến một người phụ nữ là Tôn Hinh Hinh, nhưng đám người kia cũng không biết mình bị làm gì. Miêu Dũng trả lời. Tôn Hinh Hinh sao? Phu Tiến khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này có địa vị gì? Trong huyện của chúng ta chỉ có một người là Tôn Hinh Hinh, sống ở thôn cửa sông. Tôi đã điện thoại cho trưởng thôn cửa sông để hỏi tình huống, 6 năm trước người phụ nữ này đã đào hôn, mãi đến hôm nay mới quay về. Nhiêu Dũng trả lời, vừa trở về đã sinh chuyện thế này sao? Phu Tiến có chút tức giận, người phụ nữ này không phải kẻ chuyên gây họa đấy chứ. Nghe nói người phụ nữ kia có bộ dạng cực kỳ gây họa nhiêu dũng trả lời được rồi một đám người chưa từng thấy phụ nữ đẹp nhìn thấy phụ nữ là muốn động dục vu tiến phất tay dù thế nào thì anh cứ đưa hai người xuống thôn cửa sông trước tiên đưa cô gái tôn hinh hinh kia về cục vâng đội trưởng nhiêu dũng lên tiếng nhưng vẫn đứng đờ cậu còn thất thần đó làm gì vu tiến có chút buồn bực đội trưởng còn có một chuyện chưa nói với anh nhiêu dũng hạ giọng người phụ nữ trương ngọc phân đã chết và cả đám khốn kiếp kia đều là người của thái tử cái gì vẻ mặt vu tiến chợt biến đổi cậu xác định sao đội trưởng cực kỳ chính xác miêu dũng khẽ gật đầu việc này sợ rằng có chút phiền toái có phiền toái gì lần này người của thái tử bị hại chúng ta xử lý là được vu tiến tức giận nói sau đó hắn phất tay được rồi cậu đừng quan tâm nhiều chuyện như vậy tranh thủ thời gian đưa tôn hình hình đến đây. Vâng, đội trưởng, tôi đi trước. Như Dũng lần này cũng không nói thêm điều gì, hắn nhanh chóng rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Vẻ mặt vô tiến chợt trở nên thâm trầm. Lâm Giang tuy không phải là một huyện giàu có nhưng nơi đây không thiếu các tụ điểm ăn chơi, mà Thái tử Cung chính là một tụ điểm giải trí tốt nhất Lâm Giang. Nếu xét vẻ bề ngoài thì Thái tử Cung chẳng qua chỉ là một quán karaoke, trong đây bình thường cũng chỉ tiếp đãi những vị khách bình thường đến hát. Nhưng người Lâm Giang ai cũng biết Thái tử cung còn nổi tiếng là nơi cung cấp gái gọi tốt nhất. Bà chủ công khai của Thái tử cung là Lưu Thái Hà, là một người phụ nữ hơn 30, bộ dạng xinh đẹp, còn có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Lâm Giang. Nếu xét lý lịch thì Lưu Thái Hà chỉ có xuất thân con nhà nông, không có hậu trường gì đặc biệt, ngoài bộ dạng xinh đẹp thì chẳng còn gì khác, mà rất nhiều người biết, thật ra nàng là người tình của Thái tử mà thái tử mới chính là chủ nhân thật sự của thái tử cung. Thái tử chính là Thái Bằng Trình, là con một của bí thư Thái Vi dân huyện ủy Lâm Giang. Năm 30 tuổi Thái Vi dân tốt nghiệp học viện tư pháp, sau khi tốt nghiệp thì về công tác ở khối tư pháp huyện Lâm Giang. Nhưng hắn công tác 8 năm ở khối tư pháp huyện Lâm Giang và chỉ là một thẩm phán bình thường, mà trong mắt người ngoài thì vấn đề này chính là biểu hiện công chính của Thái Vi dân chỉ có một vài người hiểu chuyện mới biết Thái Bằng Trình công tác ở khối tư pháp chẳng qua chỉ để che giấu mà thôi, vị Thái tử tinh thông pháp luật cũng không phải làm việc chính nghĩa, hắn chẳng qua chỉ lợi dụng pháp luật để làm dối pháp luật mà thôi. Những năm qua Thái Bằng Trình đã tạo ra một vương quốc ngầm cho chính mình ở huyện Lâm Giang, tuy hắn có biệt hiệu là Thái tử nhưng thật ra lại là Hoàng đế ở vương quốc ngầm, trong chỗ này thứ gì hắn thích đều thuộc về hắn. Mà bây giờ trong Thái tử cung, Thái Bằng Trình đang ôm Thái tử Phi là Lưu Thái Hà vẻ mặt hắn có chút âm trầm, bao nhiêu năm qua chưa từng có kẻ nào dám khiêu chiến địa vị của hắn ở đây, nhưng hôm nay đã có kẻ đến náo loạn, làm hắn tổn thất hơn 10 tên thủ hạ. Điện thoại của Lưu Thái Hà vang lên, nàng nhan chóng nhận điện thoại. Bây giờ nàng là người phát ngôn của Thái Bằng Trình, dù có chuyện gì thì Thái Bằng Trình cũng không tự mình ra mặt, tất cả đều do Lưu Thái Hà đi làm. Điều này cũng thể hiện sự tín nhiệm của Thái Bằng Trình với Lưu Thái Hà, thực tế mỗi lần xảy ra chuyện hắn cũng chỉ tìm đến đây mà thôi. Một lát sau Lưu Thái Hà cúp điện thoại, nàng khẽ nói với Thái Bằng Trình. Đã điều tra xong, Tôn Hình Hình có một bạn trai, Tôn Hình Hình là người ở đây nhưng 6 năm qua chưa quay về, bạn trai của cô ta cũng là người ở bên ngoài nhưng không rõ tên là gì. Đội cảnh sát hình sự đã phái người xuống bắt Tôn Hình Hình, chúng ta phải làm sao? Gọi điện thoại cho vô tiến, nói hắn bắt người đưa đến cho anh. Thái Bằng Trình thản nhiên nói. Nhưng, bây giờ vô tiến chưa tính là người của chúng ta. Lưu Thái Hà có chút trần trừ, cũng vì vậy mà anh muốn lợi dụng cơ hội này để gõ đầu hắn. Thái bằng trình hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn còn tiếp tục ngu ngốc, ngày mai anh sẽ cho hắn rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Hiểu rồi, bây giờ em sẽ gọi điện thoại. Lưu Thái Hà gật đầu, nàng tìm trong danh bạ, cuối cùng gọi điện thoại cho Vu Tiến. Thôn cửa sông, nhà tôn hình hình, mùi hương nồng đậm của gà hấp thủy đã bắt đầu bay ra khỏi phòng bếp. Tôn Hinh Hinh và Điền Hiểu Nhã đã đi vào phòng bếp hỗ trợ cho Điền Tố Nga, ngay cả Mộc Hàm cũng đi vào. Mộc Hàm cũng không biểu hiện thân mật với Hạ Thiên trước mặt Tôn Vân Binh và Điền Tố Nga, thân phận của nàng bây giờ chính là bạn của Tôn Hinh Hinh. Điền Tố Nga và Tôn Vân Binh đều cho rằng đây là thật, chỉ có trời mới biết hôm nay hai nàng mới gặp mặt lần đầu tiên. Tôn Thiên Vũ và Tôn Vân Binh đang nói chuyện phiếm, Hạ Thiên cảm thấy mình không có điểm chung với hai người này, vì vậy hắn rứt khoát ra ngoài đi dạo một lát sau hắn đã vô tình đến đầu thôn một chiếc xe cảnh sát phóng đến ngay sau đó dừng lại bên cạnh hạ thiên một cảnh sát thò đầu ra hỏi này cho hỏi một chút có biết nhà của tôn vân binh ở đâu không biết hạ thiên trả lời mau nói cho tôi cảnh sát kia có chút bất mãn tôi không thích hạ thiên lười biếng nói cảnh sát kia có chút căm tức anh làm gì vậy anh có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến công vụ không hạ thiên gật đầu biết nếu đã biết sao còn chưa chịu nói cảnh sát kia quát lớn cũng vì biết nên tôi không nói hạ thiên cười hì hì vì tôi thích ảnh hưởng đến công vụ viên cảnh sát kia lập tức nổi nóng được tiểu tử cậu dám chủ tâm làm loạn tốt lắm không phải thích ảnh hưởng đến công vụ sao trước tiên tôi bắt cậu cái đã viên cảnh sát nói xong thì xuống xe sau đó hắn lấy ra một bộ còng nhưng hắn đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó trên tay mắt lạnh. Một giây sau hắn chợt choáng váng, cái gì đây? Hắn vừa lấy còng gia định bắt người, sao bây giờ lại còng trên tay mình? Không phải anh muốn bắt tôi sao? Sao lại tự bắt mình rồi? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn viên cảnh sát. Chẳng lẽ anh là người thích ngược đái? Thằng khốn, chỉ có mày mới thích ngược đái. Viên cảnh sát kia bị chọc tức, hắn quay đầu nói với viên cảnh sát trên xe, dũng ca mau xuống hỗ trợ cửa sau xe cảnh sát mở ra hai cảnh sát bước xuống một người trong số đó là miêu dũng khi miêu dũng thấy tình huống này thì không khỏi nhíu mày có chuyện gì tiểu tử này cố ý làm khó viên cảnh sát bị còng nhìn hạ thiên rồi dùng giọng tức tối nói là cậu gây ảnh hưởng chuyện công vụ miêu dũng nhìn hạ thiên hạ thiên khẽ gật đầu đúng vậy sao cậu làm vậy Miu dũng không ngờ Hạ Thiên sảng khoái thừa nhận như vậy. Hạ Thiên cười hì hì. Vì bây giờ tôi đang buồn chán. mươi 261 Hạ Thiên quả thật đang rất buồn chán. Hai bà vợ không ai ở cùng hắn. Hắn không buồn chán sao? Tuy Hạ Thiên nói rất thành thật nhưng Miêu Dũng lại nổi điên, tin chắc dù bất kỳ cảnh sát nào nghe được lý do đó cũng cảm thấy bực bội. Những năm gần đây người nào thấy cảnh sát cũng phải trốn đi thật xa, nhưng người này buồn chán lại chủ động tìm đến cảnh sát đúng là khó tưởng tốt cậu đáng buồn chán phải không miêu dũng lấy ra một chiếc còng tôi bắt cậu về đội cảnh sát hình sự vào đó tha hồ mà tâm sự tuy tôi rất buồn chán nhưng không muốn trò chuyện với các người hạ thiên lười biếng nói không phải cậu nói đang rất buồn chán sao sao không thích trò chuyện miêu dũng tức giận nói anh không phải người đẹp tôi trò chuyện với anh làm gì anh cho rằng tôi có bệnh, thích nói chuyện với đàn ông sao?" Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Miêu Dũng. "Trời ạ, à, cậu nói tôi có bệnh sao?" Miêu Dũng tức ói máu, hắn đã cảm thấy đầu óc của đối phương có vấn đề. Miêu Dũng đi về phía Hạ Thiên, hắn cầm còng muốn còng Hạ Thiên. "Bây giờ không phải đang nói chuyện sao, nhưng tất cả mọi thứ không phải do cậu quyết định." Cụp, cụp. Sau khi thuận lợi còng tay Hạ Thiên, Miêu Dũng chợt cảm thấy không đúng hắn cúi đầu nhìn mà ngây người trời ạ à, sao lại còng mình hạ thiên lắc đầu hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mưu dũng anh bị bệnh sao anh và anh ta đều là loại thích ngược đái, thích tự còng mình dũng ca tiểu tử này có chút cổ quái viên cảnh sát bị còng tay trước đó không nhịn được phải mở miệng nói viên cảnh sát cuối cùng cảm thấy tình huống không đúng hắn đưa tay phải xuống hông chuẩn bị rút súng đúng lúc này hắn cảm giác được một luồng lực lượng khổng lồ phóng đến, lực lượng này đẩy vào người làm hắn văng lên, sau đó đập vào xe cảnh sát. ầm, um, một tiếng động rất lớn vang lên, xe cảnh sát bị đập vào làm cho run rẩy, mà viên cảnh sát đáng thương cũng rơi xuống và ngất xỉu. Cậu, cậu muốn gì? Vẻ mặt miêu dũng chợt biến đổi, hắn là cảnh sát hình sự, tất nhiên có năng lực suy luận nhạy bén hơn người bình thường. Lúc nào dù hắn là kẻ ngốc cũng biết những gì mình gặp phải có liên quan đến tiểu tử kia. Tôi có làm gì đâu? Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Mau thả chúng tôi ra. Miêu Dũng quát lên tức giận. Chúng tôi là cảnh sát hình sự công an huyện, tôi là Miêu Dũng. À, thì ra là cảnh sát hình sự, tôi là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Thiên Hạ Đệ Nhất Thiên. Hạ Thiên cười hì hì nói. Này nếu anh nói cho tôi biết muốn đến nhà tôn vân binh làm gì nói không chừng tôi sẽ giúp các anh mở còng chúng tôi cần điều tra một vụ án giết người tôn hình hình là người hiểm nghi chúng tôi muốn đưa tôn hình hình về điều tra bây giờ tôi đã nói rõ đã mở còng được chưa miêu dũng tức giận nói à các anh đến làm phiền vợ tôi sao hạ thiên lầm bầm một câu tôn hình hình là vợ cậu vẻ mặt miêu dũng chợt biến đổi đúng vậy Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nói vậy là cậu cố ý gây phiền toái cho chúng tôi sao? Miêu Dũng đã bắt đầu hiểu ra, người này không phải đang buồn chán, rõ ràng là cố ý cản đường. Tôi muốn gây phiền toái cho các anh sao? Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Hừ, tôi còn đang muốn đi tản bộ, các anh để khóa ở đâu? Để tôi giúp các anh mở còng. Cậu tình nguyên giúp chúng tôi sao? Miêu Dũng có chút nghi ngờ, người này sao trở nên tốt bụng thế này? tôi rất thích giúp người. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Miêu Dũng sinh ra một xúc động muốn ói máu, hắn không muốn tìm người khác giúp sao. Khốn nổi hắn vừa mới chạy xe vào đầu thôn, nãy giờ cũng chưa thấy có ai qua lại, ngoài Hạ Thiên thì chẳng còn ai hỗ trợ. Vậy thì xin giúp chúng tôi một lần. Người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, Miêu Dũng cũng chỉ còn cách ăn nói khép nép. Chìa khóa trong túi quần tôi. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được chìa khóa, sau đó hắn cắm vào còng nhưng còng không mở ra chìa khóa gì vậy mới đó đã gãy rồi hạ thiên oán trách một câu sau đó hắn đi về phía viên cảnh sát còn lại tìm được chìa khóa lại mở còng sau đó hắn lại phàn nàn chất lượng của chìa khóa quá kém dễ gãy quá hạ thiên phủi tay sau đó hắn vứt chìa khóa đã gãy xuống đất không phải tôi không giúp các anh đấy nhé là chìa khóa quá dở chưa gì đã gãy tôi về đùa với vợ đây Hạ Thiên vừa đi vừa lầm bầm. Hỗ trợ với trả trợ giúp, càng giúp càng dối. Miêu Dũng đột nhiên hiểu ra. Tiểu tử, cậu cố ý phải không? Hạ Thiên vừa đi vừa lầm bầm. Ôi, không biết đâu chui ra người ngốc như vậy, mình sẽ giúp người đến bắt vợ sao? Miêu Dũng nghe thấy vậy mà thiếu chút nữa đâm vào xe cảnh sát, thằng khốn kia quá đáng giận. Tiểu tử, cậu cứ chờ đấy. Miêu Dũng tức giận hét lớn, hắn đã nhớ kỹ cái tên Hạ Thiên nhưng lúc này Hạ Thiên đã đi xa, căn bản không ai đáp lời Miêu Dũng. Dũng ca, tranh thủ điện thoại cầu cứu đội trưởng thôi. Viên cảnh sát còn lại mở miệng nhắc nhở. Miêu Dũng tuy không tình nguyện nhưng dưới tình huống này chẳng còn biện pháp nào khác. Cũng may, tuy tay bị còng nhưng vẫn còn có thể lấy được điện thoại, mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng điện thoại được cho vô tiến. Hạ Thiên trầm rãi đi về nhà Tôn Hinh Hinh, khi đến nhà mới biết Tôn Hinh Hinh cũng đang đi tìm hạ thiên cậu đi đâu vậy về nhà dùng cơm tối thôi khi tôn hình hình thấy hạ thiên thì vội vàng nói đi dạo một vòng có vài tên cảnh sát muốn đến bắt chị hạ thiên cười hì hì nói sao tôn hình hình chợt sững sờ vậy bọn họ đâu bọn họ thấy tôi thì tự còng mình lại rồi hạ thiên cười hì hì nói quá đẹp trai cũng có lợi bọn họ vừa thấy tôi thì lập tức tự ti ngay tôn hình hình không nói gì nàng cũng không tin đám cảnh sát kia tự còng mình. đừng quan tâm nhiều như vậy làm gì, ăn cơm trước đi. mục hàm đi đến nói. đúng vậy, ăn cơm quan trọng hơn. hạ thiên đồng ý với lời đề nghị này. tôn hình hình cũng đã quen thấy hạ thiên làm chuyện sằng bậy, vì vậy lúc này nàng cũng không quá lo lắng. dù có chuyện gì thì hạ thiên cũng giải quyết được, nàng có lo lắng cũng vô dụng, nàng không thể giúp được gì. buổi tối cũng không quá phong phú. Ngoài món gà hầm cách thủy thì chỉ còn vài món ăn nông thôn. Điền Tố Nga liên tục nhắc Hạ Thiên ăn nhiều một chút, bà rất thỏa mãn với cậu con rể này, không những cứu tỉnh cho bố vợ, hơn nữa còn cứu hai bố mẹ vợ thoát khốn, con rể có bản lĩnh như vậy mà không hài lòng sao? Khi Hạ Thiên một mình giải quyết hơn nửa con gà thì Điền Tố Nga lại càng hài lòng, ăn được ngủ được là tiên, bà thấy con rể ăn nhiều, điều này chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, mà thân thể khỏe mạnh thì có thể bảo vệ cho con gái mình. Khi dùng cơm xong thì mọi người chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, một lúc sau đã có vài chiếc xe cảnh sát chạy đến rừng bên ngoài con đường trước cửa tôn ra. Mười cảnh sát võ trang đầy đủ bước xuống xe, người cầm đầu là đội trưởng Vu Tiến, sau lưng Vu Tiến là Miêu Dũng vừa bị Hạ Thiên đùa giỡn. Đúng lúc này Hạ Thiên từ bên trong đi ra, vì cứu nhân gặp mặt nhau thường đỏ mắt, vì vậy Miêu Dũng nhìn thấy Hạ Thiên thì không chỉ là đỏ mắt, ngay cả gương mặt cũng đỏ ửng, hắn chỉ tay vào Hạ Thiên. Đội trưởng, Chính là tiểu tử này, hắn tự xưng là chồng của Tôn Hinh Hinh, là Hạ Thiên. Vu Tiến khẽ nhíu mày, hắn đã biết những gì Miêu Dũng đã gặp phải trước đó, nhưng hắn vẫn hoài nghi, Hạ Thiên có thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu đã lợi hại như vậy, sự kiện xảy ra ở nhà máy khai thác đá có liên quan đến đối phương sao? Nhưng Vu Tiến nhìn thấy Hạ Thiên thì phát hiện người này chỉ là một thiếu niên bình thường, không có bất kỳ điểm nào đặc biệt. Đúng là cậu ta sao? Vu Tiến cảm thấy khó thể tin. Này, Miêu Dũng, sao lại đến đây? Hạ Thiên cũng bắt chuyện với Miêu Dũng, hắn có chút không vui. Tôi nói không thích nói chuyện với đàn ông, anh còn mang nhiều đàn ông như vậy đến đây làm gì? Tiểu tử, đừng đắc ý, đợi lát nữa sẽ có người cho cậu tọa nguyện. Miêu Dũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên, lúc này hắn rất căm hận tên khốn này, phải biết rằng dùng kìm cắt bỏ còng thì rất chật vật, bộ dạng như vậy truyền ra ngoài sẽ làm người ta cười rụng răng. Vũ Tiến nghe được đoạn đối thoại trên thì phát hiện tên thanh niên bình thường kia chắc chắn là Hạ Thiên đã làm cho Miêu Dũng và hai cảnh sát khác ăn phải quả đắng. "Hạ Thiên, tôi là đội trưởng Vũ Tiến đội cảnh sát hình sự cục công an huyện Lâm Giang, đây là giấy chứng nhận của tôi, cậu kháng nghi mưu sát, bây giờ chúng tôi phải đưa cậu về đồn để điều tra, mời cậu phối hợp." Vũ Tiến lấy ra giấy chứng nhận, rõ ràng là tiên lễ hậu binh. "Sao tôi phải phối hợp với anh?" Hạ Thiên tức giận nói hắn chỉ tình nguyện phối hợp với một cảnh sát, đó là cảnh sát tỷ tỷ, những người khác thì còn lâu. Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi công dân, cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Vu Tiến Bình Tâm nói, à, tôi không phải công dân, tôi không có nghĩa vụ này. Hạ Thiên Thuận miệng nói, đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, lời nói của đối phương quá ghê gớm, sau nhiều năm làm cảnh sát, bọn họ còn chưa thấy thằng nào đưa ra lý do từ chối cảnh sát như vậy cả gương mặt vô tiến chợt xám xịt. Sao cậu không phải công dân? Tôi không phải họ công, cũng chẳng phải tên là dân, tất nhiên không phải là công dân. Thịnh thế nói với lý lẽ hùng hồn. Tôi họ hạ, hạ trong xuân hạ thu đông, tên chỉ có một chữ thiên, thiên trong thiên hạ đệ nhất, các anh tìm là công dân, không phải tôi. Hạ thiên nói ra những lời này thì toàn trường chợt vắng lặng, mộc hàm không khỏi cảm khái, năng lực càn quấy của lưu manh quả nhiên không có đối thủ. Chương 262. Miêu Dũng rất căm giận, hắn nói: "Đội trưởng, người này lại càn quấy, đừng nói lý lẽ với hắn làm gì, trực tiếp bắt người thôi." Vu Tiến lúc này cũng ý thức được Hạ Thiên đang càn quấy, nếu muốn nói lý lẽ thì sợ rằng không thực hiện được, nếu nhẹ không được thì mạnh tay. "Người đâu, bắt người này cho tôi." Vu Tiến vung tay lên, hai cảnh sát hình sự tiến lên. "Chờ chút." Một âm thanh dễ nghe vang lên. Phu Tiến ngẩng đầu mà cảm thấy trái tim co thắt, một người phụ nữ quá đẹp. Phu Tiến khoát tay tạm thời cho thủ hạ lui xuống, hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp, giọng nói có chút khô khốc. Cô là Tôn Hinh Hinh sao? Phu Tiến trước đó còn cười nhạo Miêu Dũng chưa thấy qua người đẹp, nhưng bây giờ hắn mới biết Miêu Dũng nói không sai, người phụ nữ này đúng là gây họa, là mỹ nhân hại nước hại dân. Tôi không phải là Tôn Hinh Hinh. Người đi lên là Mộc Hàm, nàng lấy ra một quyển sổ đưa cho Phu Tiến. Đây là giấy chứng nhận của tôi, các người lập tức rời khỏi đây cho tôi." Vu Tiến nhận lấy giấy chứng nhận, hắn mở ra xem, trong lòng chợt kinh hoàng, người phụ nữ này là người của cục an ninh quốc gia sao? Với ánh mắt tinh đời của Vu Tiến, tất nhiên hắn có thể phân biệt được giấy chứng nhận này là thật hay giả. Người phụ nữ có bộ dạng gây hỏa cho dân cho nước này chính là người của cục an ninh quốc gia, hơn nữa thân phận còn rất cao vời, nói ngắn gọn thì không phải hắn có thể đắc tội. Lúc này Vu Tiến coi như có thể hiểu rõ vì sao Hạ Thiên có thể càn quấy, người ta có chỗ dựa dẫm, nghĩ lại cũng đúng, nếu không thì ai dám đắc tội với cảnh sát. Thấy rõ chưa? Mộc Hàm thấy Vu Tiến không nói lời nào thì có chút mất vui. Chuyện này chúng tôi tiếp nhận, không cần các anh nhúng tay, có phải muốn tôi điện thoại cho cục trưởng của các anh không? Không cần, chúng tôi sẽ đi ngay. Vu Tiến lập tức có phản ứng, lúc này hắn chợt thở ra một hơi, đúng là ông trời giúp hắn không lâu trước thái tử đã điện thoại cho hắn bắt hắn phải bắt tôn hình hình và mang đến thái tử cung hắn còn chưa biết phải làm sao bây giờ có người cục an ninh quốc gia nhúng tay vào hắn đã có cái cớ quang minh chính đại nếu thái tử có gan thì cứ chơi trò cao tay với người của cục an ninh quốc gia phu tiến nghĩ đến đây thì tâm tình tốt hơn hắn vung tay thu đội đội trưởng thế nào miêu dũng có chút mơ hồ đừng nói nhảm tất cả quay về cho tôi không có chuyện của chúng ta Vu Tiến dùng giọng mất kiên nhẫn nói, hắn cũng không muốn tạo ra thiêu thân, hắn không thể làm gì với Thái tử bên kia, bên này hắn cũng chẳng thể làm gì được. Nếu đã là như vậy thì cứ coi như không phải chuyện của mình là được. Miêu Dũng cũng cảm thấy rất khó hiểu, cũng không cam lòng. Nhưng Vu Tiến đã bày tỏ thái độ như vậy, hắn cũng không biết nói gì hơn. Vì vậy vài phút sau đám cảnh sát đã rút đi sạch, mà bên ngoài cũng có không ít đám người trong thôn đến xem náo nhiệt. Tôn Hinh Hinh. Tôn Thiên Vũ và Điền Hiểu Nhã thì càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Mộc Hàm. Vợ, không phải chị đã nói rời khỏi Long Tổ kia rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Đúng vậy, nhưng đám cảnh sát kia không biết, hơn nữa giấy chứng nhận của em lại là thật. Mộc Hàm cười quyến rũ, khi nàng định nói thêm thì ánh mắt chợt lóe lên, nàng thấy một bóng người lóe lên rồi biến mất. Bóng hình kia khá quen thuộc, gương mặt Mộc Hàm không khỏi biến đổi, nàng nói với Hạ Thiên. Chồng, em ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng trở lại thôi. À, được. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn khẽ gật đầu. Hạ Thiên đi đến phía sau tôn ra, nơi đó có một ngọn núi nhỏ, bên kia núi là một cánh rừng trúc, là chỗ không một bóng người. Mộc hàm có chút trần trừ, ngay sau đó nàng nhấc chân đi vào rừng trúc. Mộc hàm chậm rãi đi vào giữa rừng trúc, nàng rút súng, sau khi trốn vào sau vài cây trúc mọc dày thì dùng giọng quyến rũ nói đã đến thì xuất hiện đi. Một bóng người lóe lên ở phương xa, đối phương cũng đứng sau khóm trúc, trên tay cũng cầm súng, họng súng chĩa về phía mộc hàm. Nhưng vì rừng trúc quá dày mà hai người không thể nhắm vào nhau. Đoạn nhận, lại là anh. Khi nhìn kỹ bộ dạng của đối phương thì mộc hàm có chút kinh ngạc. Anh đã quên vết thương sau lưng rồi sao? Chưa gì đã đuổi theo tôi rồi à? Chẳng qua chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi. Đoạn nhận lạnh lùng nói. Mộc Hàm, cô đã không muốn theo tôi đến chân trời góc bể, như vậy tôi chỉ còn cách tự mình tiến cô đi, tôi cũng không muốn chết trong tay người khác. Đoạn Nhận, ai tiến ai đi còn chưa xác định. Mộc Hàm cười lạnh một tiếng. Anh đã đuổi đến đây, vậy thì tốt, nơi này cũng coi là Thanh Sơn Thủy Tú, tôi sẽ cho anh chôn vùi ở đây. Mộc Hàm, cô biết rất rõ, cô không phải là đối thủ của tôi. Giọng nói của Đoạn Nhận chợt trở nên dịu dàng. Thật ra tôi cảm thấy chỗ này rất tốt, chúng ta có thể sống ở đây. Theo tôi biết, từ chỗ này đi về hướng bắc 10 km chính là núi sâu. Chúng ta có thể vào trong đó, tuy buổi trưa cô đã từ chối, nhưng bây giờ tôi vẫn cho cô cơ hội, chỉ cần cô đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau bỏ đi. Đoạn nhận, anh đang cố gắng làm tôi cảm động, nhưng vẫn là câu nói trước đó, anh không đủ sức bảo vệ tôi, mà tôi cũng đã tìm được người đàn ông thích hợp của mình. Mộc Hàm vừa nói vừa tìm vị trí thích hợp, nhưng khi thân thể nàng di động thì đoạn nhận cũng di động, hơn nữa hắn dần tiếp cận nàng. Đùng! Mộc Hàm đột nhiên nổ súng, vì khoảng cách giữa đoạn nhận và nàng ngày càng gần. Nàng biết rõ thực lực của đoạn nhận, mà đoạn nhận cũng biết rõ nàng, nếu so về kỹ thuật đấu súng, Mộc Hàm chỉ có 6 phần thắng. Nhưng nếu để cho đoạn nhận áp sát thì Mộc Hàm nhất định sẽ thua, vì nếu đánh giáp lá cả thì đoạn nhận rất mạnh, vì vậy mà đoạn nhận liên tục áp sát mộc hàm mà mộc hàm thì nổ súng ngăn cản đoạn nhận nhưng mộc hàm nhanh chóng cảm thấy mình không nên chọn dừng trúc vì địa phương này chẳng khác nào tự phế võ công đối với một người thích dùng súng như nàng chỉ trong khoảnh khắc mà mộc hàm đã bắn 6 lần nhưng mỗi lần nổ súng đều không trúng mục tiêu đoạn nhận cũng lợi dụng khoảng thời gian này để áp sát đến khoảng cách ba thước với mộc hàm nàng nổ súng căn bản không thể ngăn cản xu thế tiếp cận của đoạn nhận hơn nữa còn làm trì hoãn năng lực của mình đùng. Lần này người nổ súng là đoạn nhận, Mộc hàm vô thức cúi đầu né tránh. Nàng tránh được, nhưng một giây sau nàng đã phát hiện mình rơi vào hoàn cảnh như lúc chưa ở nhà lãnh băng băng, họng súng của đoạn nhận lại chĩa vào người nàng, mà nàng cũng không còn chỗ nào để trốn tránh. Mộc hàm, tôi đã nói rồi, cô không phải là đối thủ của tôi. Giọng điệu của đoạn nhận có chút tàn khốc. Lúc này ai có thể cứu cô? Cô nói đã tìm được người bảo vệ, nhưng tôi lại quyết định sinh tử của cô, anh sai rồi, anh không thể quyết định sinh tử của tôi. Mộc hàm nở nụ cười sáng lạn. Đoạn nhận, trưa nay anh đã phạm sai lầm, sao bây giờ anh lại tiếp tục phạm phải sai lầm? Sao anh luôn chú ý phía trước mà không xem xét tình hình sau lưng? Mộc hàm, cô đang nói đùa sao? Đội trưởng lại không tin. Ở nơi này, ai còn cứu được cô? Đoạn nhận vừa dứt lời thì sau lưng vang lên một âm thanh bất mãn. Ngu quá, mày dám dùng súng chỉa vào người vợ tao, chết chắc rồi cưng ơi. Đoạn nhận nghe như vậy thì vẻ mặt biến đổi, hắn đột nhiên xoay người rồi bóp cò, vài tiếng súng vang lên liên tiếp. Đùng, đùng, đùng. Một bóng người nhàn nhạt xuyên qua rừng trúc, khi đoạn nhận nổ súng thì bóng người còn cách xa vài chục mét, nhưng khi bắn xong băng đạn thì bóng người đã đến trước mặt. Sau đó đoạn nhận thấy một nắm đấm phóng về phía đầu mình. Đoạn nhận nhảy về phía sau, hắn khó khăn lắm mới tránh thoát. Hắn đưa tay trái xuống hông, sau đó một vòng sáng tiến lên nginh đón. Trông, chú ý, tay trái hắn có đao." Mộc Hàm vội vàng nhắc nhở, đoạn nhận thật ra chỉ là một cái tên hiệu, đó chính là một lưỡi đao ngắn. Trên người đoạn nhận luôn mang theo một thanh đao ngắn cực kỳ sắc bén, trong số đám người mà đoạn nhận từng giết chết, có 8 phần chết dưới thanh đao này. Người tới rõ ràng là Hạ Thiên, mà hắn cũng không cần Mộc Hàm phải nhắc nhở, nắm đấm chợt chuyển hướng hóa thành trường chém xuống á à, đoạn nhận chi cảm thấy cổ tay trái truyền đến cảm giác đau đớn hắn không khỏi hét lên ngay sau đó cây đao trong tay cũng không thể nắm chắc hai ngón tay của hạ thiên xẹt qua hắn gắp lấy thanh đao sau đó đâm về phía đoạn nhận á à, đoạn nhận phát ra tiếng rên thảm thanh đao hắn chuyên dùng để giết người bây giờ đã đâm vào vị trí trái tim của chủ nhân không có tính khiêu chiến tam sư phụ nói không sai người long tổ quả nhiên là dạng chó hình người may mà vợ mình không còn ở trong long tổ. Hạ thiên cuối cùng cũng dừng lại, hắn nhìn đoạn nhận đang trợn trừng mắt mà nói với vẻ mặt khinh thường. May, mày chính là người đàn ông của Mộc Hàm sao? Khóe miệng đoạn nhận đầy máu tươi, vẻ mặt rất khủng bố. Đúng vậy, đây là đàn ông của tôi. Mộc Hàm đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng nhìn đoạn nhận với vẻ mặt kiêu ngạo. Tôi, đã, có, thể, yên tâm. Đoạn nhận khốn khổ nói xong một câu, ngay sau đó cơ thể dựa vào một thân trúc và chậm rãi trượt xuống, mắt nhắm lại, vẻ mặt cũng có một nụ cười bình thản. Trong lòng Mộc Hàm chợt bùng lên cảm giác đau thương, tuy nàng vừa kiêu ngạo tuyên bố Hạ Thiên là đàn ông của mình, nhưng khi thấy bộ dạng của Đoạn Nhận thì nàng cũng không vui vẻ. Đây là chiến hữu mà nàng tin cậy nhất, đáng lý hai bên phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhưng bây giờ vì một người rời khỏi tổ chức mà hai bên trở thành kẻ địch. Khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong đời Mộc Hàm có hận ý với người kia nàng hận người đàn ông kia máu lạnh, hận người kia ích kỷ. chương 263, Mỹ Nhi tháo kính dâm. Một hàm còn đang ngây người nhìn thi thể của đoạn nhận thì Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, khi Mỹ Nhi chỉ còn cách hắn hơn 10 bước, lúc này hắn mới phát hiện ra nàng. Tốc độ của Mỹ Nhi là rất nhanh, khi di động chỉ để lại một bóng đen nhàn nhạt. Tuy với năng lực của Hạ Thiên thì có thể nhìn rõ ràng hành động của nàng, nhưng rõ ràng, nếu ở trước mắt người khác, chắc chắn Mỹ Nhi là người cũng như tên, Xuất hiện quỷ dị và biến mất cũng cực kỳ quỷ dị. Đoạn nhận sao? Mị Nhi nhìn thi thể trong rừng trúc, giọng điệu hơn biến đổi. Ai giết hắn? Tôi giết. Hạ Thiên trả lời vấn đề của Mị Nhi, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Ánh mắt này làm Mị Nhi cảm thấy không thoải mái, giống như mình bị người ta lột trần ra vậy. Đừng nhìn tôi như vậy. Mị Nhi dùng giọng bất mãn quát lớn. Hạ Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Mị Nhi, hắn còn mở miệng này cô có thể tháo kinh dâm ra được không chồng cậu đừng làm rộn cậu muốn mị nhi gỡ kính ra làm gì mộc hàm vội vàng khuyên nhủ trong lòng có chút sở khóc sở cười người này còn có ý với cả mị nhi muốn người ta gỡ kính dâm chẳng phải muốn nhìn mặt đối phương sao tất nhiên để xem cô ấy có đẹp không hạ thiên không che giấu ý đồ của mình tôi đã thấy rất rõ ràng thân hình của cô ấy rất tốt nếu gương mặt cũng đẹp thì đủ tư cách làm vợ tôi mộc hàm cảm thấy đau đầu lưu manh này thật sự có ý với mị nhi nhưng điều làm mộc hàm kinh ngạc chính là mị nhi bây giờ còn chưa nổi nóng nhưng nàng có thể cảm thấy trên người đối phương bắt đầu bùng ra một khí tức lạnh như băng không thể nghi ngờ đối phương đã nổi nóng nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà chưa phát tác chồng đừng nói lung tung mộc hàm tiếp tục nhả nhận khuyên bảo hạ thiên hạ thiên nói với vẻ mặt vô tội tôi có nói lung tung đâu cô ấy luôn theo tôi rõ ràng là thích tôi hơn nữa tôi là người tốt nếu cô ấy đã thích tôi tôi nên cho cô ấy cơ hội tôi phải xem cô ấy có xinh đẹp hay không nếu đẹp thì có thể làm vợ tôi nếu quá xấu thì phải nói thẳng để cô ấy không nên hy vọng hão huyền tránh lún sâu vào lưới tình khó thể kiềm chế hạ thiên thao thao bất tuyệt, mộc hàm nghe được mà cảm thấy đầu óc choáng váng mà mị nhi cũng không chịu được nàng đợi hạ thiên nói xong thì quát lên câm miệng Tôi còn chưa nói xong. Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi vì muốn tốt cho cô, đau dài không bằng đau ngắn, tôi sợ cô yêu tôi đến mức chết đi sống lại, như vậy sẽ không tốt. Mục Hàm dung tay ôm đầu, người này không tự kỷ không được sao? Giọng điệu lạnh lùng của Mị Nhi lại vang lên. Nếu anh có bản lĩnh thì đến tự gỡ kính xuống. Đây là cô nói đấy nhé. Hạ Thiên lập tức có chút hưng phấn, hắn nói xong thì phóng về phía Mị Nhi đợi đến khi Mộc Hàm định khuyên can thì đã quá muộn, khoảng thời gian sau đó nàng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người xuyên qua rừng trúc, một đen một trắng. Bóng đen chính là Mỹ Nhi, bóng trắng tất nhiên là Hạ Thiên, hai bóng người đuổi theo nhau trong rừng trúc, Mộc Hàm căn bản không nhìn rõ động tác của hai bên. Điều duy nhất nàng có thể xác định là hai người luôn bảo trì khoảng cách tương đối, hai bóng người giống như cứ dây dưa vào nhau như vậy. Tình cảnh này cũng làm Mộc Hàm ý thức được, dù là Hạ Thiên hay Mỹ Nhi cũng có thực lực vượt xa mình. Địa phương này không một bóng người, vừa rồi Mộc Hàm và đoạn nhận bắn nhau mà không có người nào chú ý. Bây giờ Hạ Thiên truy đuổi Mỹ Nhi cũng không có người nào được thấy, nếu không tình cảnh này cũng làm người ta sợ ngây người. Tình cảnh truy đuổi này rằng có một phút đồng hồ, sau đó hai bóng người dừng lại cách Mộc Hàm vài chục mét. Mộc Hàm thấy Hạ Thiên dơ cao một chiếc kính dâm, vì vậy biết đối phương giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng Mộc Hàm cũng không thể nhìn thấy bộ dạng của Mỹ Nhi, không phải vì khoảng cách quá xa, căn bản là bị Hạ Thiên đứng chắn. Dù nàng có xúc động muốn tiến lên xem nhưng cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn. Nàng biết rõ, dung mạo thật sự của Mỹ Nhi là một điều cấm kỵ, đã từng có rất nhiều người muốn nhìn, kết quả không tốt đẹp gì. Một hàm tin Hạ Thiên là người đầu tiên có thể cưỡng chế gỡ kính dâm trên mặt Mỹ Nhi, nhưng nàng cũng không thể khẳng định hắn có dính phải kết cục của đám xấu số đi trước hay không. Vì Hạ Thiên quá mạnh, mạnh đến mức Mỹ Nhi không phải là đối thủ khoảnh khắc này Mỹ Nhi thấy kính mắt trên tay Hạ Thiên thì cũng có chút sững sờ, gần đây nàng rất tự tin về mình, dù trước đó nàng biết thân thủ Hạ Thiên mạnh hơn mình, nhưng nàng vẫn không tin đối phương hơn mình về mặt tốc độ. Vì thế nàng mới có thể chủ động nói Hạ Thiên gỡ kính của mình xuống khi đang tức giận, nàng tin hắn sẽ không làm được điều này, nếu hắn có tốc độ tương đối như nàng, như vậy sẽ chẳng thể thực hiện được mục đích. Bình thường, một người muốn gỡ kính của người khác xuống ít nhất cũng phải nhanh hơn nhiều lần, bây giờ Hạ Thiên đã làm được, điều này chứng tỏ hắn có tốc độ cao hơn nàng. Hạ Thiên lúc này thật sự ngây cả người, vì hắn đã nhìn rõ dung mạo của Mỹ Nhi. Lúc này hắn đã hiểu vì sao nàng lại phải đeo kính dâm, nếu nàng không đeo kính thì người ta sẽ tưởng nàng là quỷ. Hạ Thiên tin người nào lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Nhi sẽ đều cảm thấy cực kỳ xấu, nhưng cũng rất khủng bố, thậm chí có người sẽ hô lên hai chữ quỷ sứ. Sao mặt cô lại kỳ quái như vậy? chẳng lẽ từ nhỏ đã là như vậy sao? Hạ thiên ngây người một lúc lâu, cuối cùng hắn mới mở miệng. Không liên quan đến cậu. Hai mắt mị nhi bắn ra hào quang lạnh như băng, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết hạ thiên. Mắt trái của cô rất đẹp, mắt phải cũng rất đẹp, lông mi rất dài, đáng tiếc là mắt trái xanh ngọc mà mắt phải lại đen kịt, không tương xứng. Hạ thiên ra vẻ rất tiếc hận. Má trái rất đẹp, cũng gần được như thần tiên tỷ tỷ, Má phải cũng đủ tư cách làm vợ tôi, nhưng sao làn da lại chán nản như vậy? Nếu nhìn má trái của Mỹ Nhi thì rõ ràng là yêu tinh, mà má phải của nàng vẫn là hồng nhan tai họa, nếu cùng xem thì nàng có thể là yêu quái trong truyền thuyết có gương mặt âm dương. Tất cả đều biểu hiện rõ ràng trong mắt Hạ Thiên, điều này làm hắn cảm thấy có chút buồn bực, hắn vất vả lắm mới lấy kính của Mỹ Nhi xuống, kết quả đối phương lại như vậy, đúng là thất vọng lớn, lãng phí thời gian quá. Trả kính cho tôi giọng nói của Mỹ Nhi rất lạnh lùng, mà trên người nàng lại càng bùng ra khí tức lạnh lẽo. Audio điện tử võ tấn bền Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào Mỹ Nhi vài giây, sau đó hắn cười hì hì. Được, trả lại cho cô. Hạ Thiên nói xong thì đưa kính dâm tới cho Mỹ Nhi, lúc này Mỹ Nhi cũng đưa tay ra, khi ngón tay vừa đụng vào kính thì Hạ Thiên chụp lấy tay nàng nhanh như chớp. Vẻ mặt Mỹ Nhi chợt biến đổi, thân thể chợt căng cứng, tay kia nhanh chóng tập kích nhưng đúng lúc này Hạ Thiên đã buông tay nàng ra hắn lui về phía sau một bước tránh quả đấm của đối phương đúng là kỳ quái rõ ràng là thân thể cực âm sao có khí dương gương mặt Hạ Thiên lộ ra vẻ khó hiểu vừa rồi cũng không phải hắn chiếm tiện nghi của Mị Nhi mà hắn chỉ thuận tay bắt mạch kết quả cuối cùng làm hắn mê hoặc tình huống cơ thể của Mị Nhi làm hắn cảm thấy rất kỳ quái lúc này Mị Nhi cũng đã đeo kính dâm một bóng đen lóe lên nàng xuất hiện bên cạnh thi thể đoạn nhận. Sau đó bóng đen lại lóe lên, nàng lấy thi thể đoạn nhận đi, rõ ràng lúc này nàng cũng giải quyết hậu quả cho Hạ Thiên. Lúc này Mộc Hàm cũng đi về phía Hạ Thiên. Chồng, anh đã xem qua gương mặt của Mỹ Nhi rồi sao? Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi một câu. Thấy rõ, Hạ Thiên tất nhiên sẽ gật đầu. Có phải rất đẹp không? Mộc Hàm cũng tương đối hiếu kỳ. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cô ấy không giống người thường." Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, cái gì mà không giống người thường? Đẹp không giống người thường, hay xấu không giống người thường? Dù Mộc Hàm có chút mơ hồ nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, nếu Hạ Thiên đã trả lời hàm hồ thì rõ ràng không muốn nói thật, nàng cũng không tiếp tục hỏi dò. Nghị Nhi đưa thi thể đoạn nhận vào xe, người đàn ông gầy còm hay đi với nàng cánh nhịn không được phải hỏi. Sao lâu vậy? Đánh một trận với Hạ Thiên mị nhi thản nhiên nói người đàn ông chợt sững sờ cô thắng hay thua thua mị nhi rất kiên quyết cũng không có ý muốn giấu người đàn ông không khỏi há mồm tiểu tử kia mạnh như vậy sao mị nhi không trả lời nàng chỉ nói trước tiên anh đi xử lý thi thể của đoạn nhận mị nhi nói xong thì mở cửa xuống xe mà người đàn ông cũng xuống xe mị nhi lấy ra một chiếc điện thoại kỳ quái nàng bấm mã số trong điện thoại nhanh chóng vang lên một âm thanh ôn hòa. nghị nhi có chuyện gì? tôi vừa thử qua thân thủ của hắn, hắn mạnh hơn tôi. nghị nhi khẽ nói, nếu thật sự hạ thiên là đồ đệ của lão nhân gia thì mạnh hơn cô cũng không có gì kỳ lạ. giọng nói ôn hòa lại vang lên, tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ này. Mị nhi có chút do dự rồi nói, vì sao? đầu dây bên kia có chút nghi hoặc hắn cưỡng chế tháo kính dâm của tôi. Nghị Nhi trả lời. Đầu bên không khỏi trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Nghị Nhi, cô không phải luôn chờ mong có người làm được điều này sao? Tôi không thích hắn. Nghị Nhi cắn răng nói. Người này làm tôi sinh ra cảm giác không tốt, nếu tôi tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ, tôi không dám cam đoan khi thấy hắn gặp nguy hiểm sẽ giúp đỡ. chương 264, Vụ An Vậy cũng được, tôi sẽ sớm tìm người thích hợp để thay thế cho cô đầu dây bên kia suy xét một lúc rồi đáp ứng yêu cầu của mị nhi nhưng trước khi có người thay thế cô phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ tôi hiểu mị nhi khẽ nói tôi sẽ không để cảm tình trộn lẫn tôi tin cô đầu dây bên kia rất thỏa mãn ngay sau đó lại hỏi có chuyện gì khác sao không có gì tôi sẽ không tiếp tục quấy dày mị nhi khẽ nói sau đó nàng cúp điện thoại khi nàng xoay người lại thì nhìn thấy phương sa hạ thiên đang nắm tay mộc hàm đi ra rừng trúc chẳng biết vì sao trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác khác thường huyện thành lâm giang thái tử cung vẻ mặt thái bằng trình rất khó coi hắn vừa nhận được tin phu tiến không đưa người về huyện nguyên nhân vì có người cục an ninh quốc gia nhúng tay vào thái bằng trình không thèm quan tâm đến lý do này hắn cho rằng vô tiến đang lấy cớ dù cục an ninh quốc gia có nhúng tay thì cũng phải đưa người về trước rồi nói sau cuối cùng có nể mặt người của cục an ninh quốc gia hay không là chuyện của thái bằng trình hắn chưa đến lượt phu tiến phải quan tâm đúng là ngu ngốc vẻ mặt thái bằng trình cực kỳ âm trầm hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh anh đã mất kiên nhẫn em tìm người thu phục hắn đi vẻ mặt lưu thái hà có hơi biến đổi bằng trình phu tiến là người tỉnh điều tới chúng ta làm vậy có phiền toái gì không đây là lần đầu chúng ta làm chuyện này sao khi nào thì có phiền toái thái bằng trình có chút không vui em nhát gan như vậy từ khi nào được rồi em sẽ sắp xếp ngay khi thấy thái bằng trình tức giận thì lưu thái hà cũng không dám nói thêm gọi điện thoại cho đinh tùng để hắn đến thôn cửa sông bắt người đến cho anh thái bằng trình còn nói lưu thái hà gật đầu nàng tranh thủ gọi điện thoại ngay sau đó đã sắp xếp tốt hai chuyện thái bằng trình cần làm sắp 8 giờ chưa? Thái Bằng Trình đột nhiên hỏi. Lưu Thái Hà khẽ gật đầu. Ừ, chúng ta hẹn xe giao hàng với Giang Hải vào lúc 9 giờ, nhưng giờ Trương Ngọc Phân đã chết, chúng ta nên cho ai đi giao hàng? Em tự mang theo vài người đi giao hàng. Thái Bằng Trình khẽ trầm ngâm rồi nói. Thị trường bên kia rất lớn, trước kia chúng ta khó chen chân, cơ hội lần này khó thể có được, chúng ta cần tỏ ra có thành ý. Vâng, được rồi, em sẽ đi chuẩn bị lưu thái hà khẽ gật đầu tuy chúng ta đã kiểm tra thân phận của đối phương nhưng vẫn phải cẩn thận làm như xưa em biết thế nào rồi chứ thái bằng trình dặn dò một câu em hiểu lưu thái hà cũng không phải chỉ theo thái bằng trình được một năm hai năm vì vậy nàng biết rất rõ vấn đề này em đi chuẩn bị nhớ cẩn thận thái bằng trình khoát tay lưu thái hà khẽ gật đầu nàng đi ra ngoài vẻ mặt thái bằng trình vẫn rất tối tăm những sự việc phát sinh hôm nay làm hắn không thể nào thoải mái được. Người ở nông thôn ngủ tương đối sớm, dù mới hơn 8 giờ nhưng Điền Tố Nga đã sắp xếp phòng cho mọi người. Nông thôn cũng không được như thành phố, phòng trong nhà tương đối nhiều nhưng bây giờ trời nóng, lầu hai căn bản rất khó ở, vì vậy chỉ có hai gian phòng phía dưới có thể ngủ được, mà năm người ngủ một phòng cũng quá chật. Hình hình, con xem sắp xếp thế nào, nếu không mẹ và cha lên lầu ngủ, con và tiểu hạ ngủ trong phòng chúng ta, điền tố nga khẽ hỏi không phải có hai phòng sao hạ thiên cảm thấy rất kỳ quái hai người bọn họ ngủ chung ba chúng ta ngủ một phòng vừa đẹp tôn hình hình lập tức muốn hôn mê nàng hiểu ý nghĩ của hạ thiên hắn muốn tôn thiên vũ và điền hiểu nhã ngủ một phòng tôn hình hình và mộc hàm cùng ngủ một phòng với hắn sắc lang này quả nhiên có ý nghĩ xấu xa lần trước muốn cùng ngủ với nàng và lãnh băng băng bây giờ chẳng qua lãnh băng băng thay làm mộc hàm điền tố nga nghe vào tai những lời này cũng cảm thấy rất cổ quái đứa nhỏ này có ý gì tôn thiên vũ và điền hiểu nhã thì có chút lo lắng hai người bọn họ biết rất rõ mộc hàm không phải là bạn của tôn hinh hinh chính là tình địch của tôn hinh hinh nhưng trước đó mộc hàm rất biết cách phối hợp điền tố nga cũng không quan tâm bây giờ anh rể chưa đánh đã khai sự việc sợ rằng có chút phiền toái mẹ ý của hạ thiên là cậu ấy có thể ngủ dưới nền tôn hinh hinh cuối cùng cũng kịp phản ứng nàng vội vàng giải thích nhưng ngay sau đó nàng lại bổ sung một câu nhưng hạ thiên trời sinh không sợ nóng vì vậy con và cậu ấy ngu trên lầu là được thì ra là như vậy điền tố nga cũng không thể nghi ngờ những ngày nóng thế này ngủ dưới đất là bình thường tiểu hạ cậu thật sự không sợ nóng sao mẹ đúng vậy cậu ấy rất mát con cùng ngủ với cậu ấy sẽ không sợ nóng tôn hình hình sợ hạ thiên sẽ nói ra những lời bất thường vì vậy nàng nhanh chóng cướp lời và kéo Hạ Thiên. Đi, chúng ta lên lầu. Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên vừa lên lầu thì xe cảnh sát lại tiến vào thôn cửa sông, ngay sau đó dừng lại ở trước cổng tôn ra. Trong xe đi ra ba cảnh sát, trong đó có một người hơn 40, dáng người hơi gầy, mắt hõm sâu, con mắt đỏ hồng, bộ dạng như chưa ngủ đủ giấc. Vị cảnh sát có tuổi dẫn theo hai cảnh sát trẻ đi về phía chiếc Audi A7 của Mộc Hàm, sau đó lão dùng tay vỗ lên, còi cảnh sát lập tức vang lên. Bầu không gian nông thôn vốn rất yên tĩnh, tiếng còi cảnh sát đã làm kinh động rất nhiều người, mà Mộc Hàm ở trong nhà cũng bị kinh động. Các ông làm gì vậy? Mộc Hàm đi ra khỏi nhà, nàng hỏi bằng giọng căm tức. Quán tạp hóa bên phía đối điện nhà tôn ra luôn sáng đèn, ánh đèn trên cao chiếc sáng tương đối tốt, vì vậy vài tên cảnh sát nhìn thấy Mộc Hàm và chợt ngẩn ngơ, lão cảnh sát có tuổi cũng giống như mất hồn bạt vía. Lão đã nhiều lần vào thái tử cung, trước kia luôn cảm thấy, gái, trong thái tử cung là rất đẹp, bây giờ nhìn người phụ nữ kia mới biết đám, gái kia chỉ là loại dung tục. Thậm chí ngay của bà chủ của thái tử cung là Lưu Thái Hà được mệnh danh là đệ nhất Mỹ nhân lâm giang nếu so sánh với người đẹp tóc vàng này cũng thua xa ngàn dặm. Xe này là của cô sao? Lão cảnh sát cố gắng cưỡng ép sự hưng phấn, lão mở miệng nói. Đúng vậy, là xe của tôi, ông là ai? Một hàm quát lớn, cô thừa nhận là tốt, lão cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận. Tôi là phó đội trưởng Đinh Tùng đội cảnh sát hình sự huyện Lâm Giang, chúng tôi phát hiện thuốc phiện trong xe của cô, bây giờ cô là kẻ khả nghi vận chuyển thuốc phiện, cô phải theo chúng tôi một chuyến. Ông nói trong xe tôi có thuốc phiện sao? Mộc hàm cảm thấy buồn cười, nàng sao có loại thuốc phiện trời ơi này được. Đúng vậy, đây là thứ tôi lấy được trong xe. Đinh Tùng giơ tay lên, đó là một túi nhỏ, bên trong có một loại bột màu trắng chứng cứ vô cùng xác thực, cô còn gì để chống chế. Mộc Hàm lập tức hiểu ra, nàng bị vụ oan, tuy phương pháp vụ oan không cao, nhưng nàng cũng thấy phương pháp này khá hiệu quả. Đám thôn dân vây quanh bắt đầu nghị luận. Thì ra nhìn cô gái kia có vẻ rất giàu có, thì ra buôn lậu thuốc phiện. Đúng vậy, người thì quá xinh đẹp nhưng lại làm những việc thất đức. Nghe nói hình hình của tôn gia cũng rất đẹp, không phải là phần tử buôn thuốc phiện đấy chứ. Ai biết được, Tôi nghe nói trong huyện bây giờ có rất nhiều con nghiện, những con nghiện này đến khi đói thuốc sẽ đi cướp đoạt. Xã hội càng ngày càng rối loạn, đám buôn thuốc phiện này đúng là tội nặng. Mộc hàm nghe đám thôn dân nghị luận mà cảm thấy rất căm tức, Đinh Tùng lại có chút đắc ý. Tiểu thư, bây giờ cô còn gì để nói? Này, lão già ngu, tôi có chuyện muốn nói. Cửa sổ trên lầu được mở ra, một người thò đầu ra nói, tất nhiên đó là Hạ Thiên ai dám ở đó nói bậy bạ đinh tùng lập tức nổi giận lão ngẩng đầu lên quát giỏi thì xuống đây đinh tùng vừa nói xong thì vẻ mặt biến đổi lớn đám thôn dân vây quanh lại càng kinh hồn vì bọn họ thấy hạ thiên chuẩn bị nhảy từ trên cửa sổ lầu hai xuống đất này đừng nhảy tiểu tử đừng nhảy lầu chuyện gì cũng từ từ vài ông lão đã hét lên đáng tiếc là bọn họ nói hơi muộn hạ thiên đã rơi xuống đất cậu cậu Ninh Tùng nhìn Hạ Thiên rơi xuống trước mặt mà không có chuyện gì, lão lập tức sợ ngây người, mà đám thôn dân cũng trợn mắt há mồm. Điều này, là thật sao? Tuy nói nhảy từ lầu hai xuống thì bình thường cũng không chết người, nhưng có hơn phân nửa là gãy tay gãy chân, nào có người như Hạ Thiên, không bị ảnh hưởng. Cậu cái gì mà cậu? Hạ Thiên rất mất hứng. Lão già ngu ngốc dám vụ oan cho vợ tôi tội buôn thuốc phiện sao? Hạ Thiên mở miệng thì lập tức mắng ngu ngốc, điều này làm đinh tùng rất tức tối lão nhanh chóng hồi phục tinh thần từ trong sợ hãi sau đó cắt lên lạnh lùng thì ra hai người các người cùng một bọn như vậy thì tốt tôi nói cho hai người biết cả hai đều là kẻ tình nghi buôn thuốc phiện lập tức theo tôi về đồn hỗ trợ điều tra ông nói chúng tôi buôn thuốc phiện vậy thuốc phiện đâu hạ thiên bất mãn hỏi đây là thuốc phiện tìm được trong xe của các người đinh tùng lấy một chiếc túi chứa bột trắng lắc lắc trước mặt hạ thiên hạ thiên khẽ vươn tay hắn cướp lấy chiếc túi cậu làm gì muốn hủy chứng cứ sao vẻ mặt đinh tùng chợt biến đổi lão quát lên nghiêm nghị ngay sau đó tay đã đưa xuống vị trí đặt súng nhưng khi lão còn chưa kịp rút súng thì một khẩu súng đã đặt lên đầu một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai nếu ông dám rút súng tôi bắn nát đầu ông người dùng súng là mộc hàm biến cố bất ngờ cũng làm hai cảnh sát trẻ chấn động cả hai đều muốn rút súng các người lộn xộn tôi sẽ bắn nát đầu ông ta." Mộc Hàm lạnh lùng nói. "Đừng tưởng tôi không dám, các người không phải nói tôi buôn thuốc phiện sao? Buôn thuốc phiện là tử tội, tôi bắn nát đầu ông ta tối đa cũng là tử tội, không sai chứ?" Hai cảnh sát trẻ còn chưa kịp nói gì thì Đinh Tùng đã cực kỳ sợ hãi, lão vội vàng la lớn. "Các người đừng nhúc nhích, nghe cô ấy, tao không muốn chết, nghe rõ không?" "Đỡ." Chương 265, Mú Thoát Y hai cảnh sát trẻ vốn rất nghe lời nhưng đinh tùng nói ra như vậy thì bọn họ lại càng nghe lời mà dân chúng vây xung quanh nhìn thấy mộc hàm có súng thì đều bị dọa đám người nhát gan đã bỏ đi mà lúc này hầu như ai cũng tin mộc hàm là phần tử buôn thuốc phiện trên tv thường hay được thấy những phần tin tức bắt quân buôn thuốc phiện chẳng phải đám người kia thường có súng sao hạ thiên cầm lấy túi bột màu trắng lên người người sau đó hắn lầm bầm đúng là thuốc phiện tôi còn tưởng là bột mì nói đi, có phải ông vua oan cho tôi không? Mộc hàm vẫn dùng súng chĩa vào đầu Đinh Tùng, nàng lạnh giọng tức giận quát. Không, không phải. Đinh Tùng tất nhiên sẽ không thừa nhận. Tôi, tôi chỉ nhận được tin báo, tôi đến để phá án. Thúi lắm. Mộc hàm rất tức giận. Có tin tôi bắn chết ông không? Cô, nếu cô bắn chết tôi, tôi cũng phải nói thật, tôi không vụ oan cho ai cả. Đinh Tùng lúc này rất cố gắng, tất nhiên lão sẽ không thể thừa nhận lão cần phải đánh cuộc một lần, đánh cuộc là người phụ nữ này sẽ không nổ súng, nguyên nhân rất đơn giản, vì lão biết rõ người này không buôn thuốc việt, vì vậy sẽ không coi thường tính mạng người khác. Này, tiểu thư, có chuyện gì từ từ thương lượng, cô nên thả đội trưởng của chúng tôi ra trước. Một cảnh sát trẻ thử đàm phán với Mộc Hàm. Có thể có hiểu lầm, hơn nữa nếu chỉ là bị vụ oan thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu bắn chết người lại là chuyện lớn. Cậu cầm miệng cho tôi mộc hàm nghe cảnh sát trẻ tuổi kia mở miệng thì lập tức mất kiên nhẫn tôi biết rõ những điều này không cần cậu phải dạy bảo mộc hàm quay đầu nhìn hạ thiên rồi khẽ hỏi chồng làm sao bây giờ thật ra mộc hàm cũng không sợ dù sao bây giờ nàng cũng là đối tượng bị long tổ truy nã giết vài người cũng không làm tình cảnh của nàng trở nên nghiêm trọng hơn nhưng bây giờ nàng không muốn làm lớn chuyện cũng không muốn bỏ coi là kẻ buôn thuốc phiện đừng lo tôi biết gói thuốc này là của ai. Hạ Thiên đã có suy tính, hắn đột nhiên ra tay, hắn vỗ vào vai Đinh Tùng. Này, lão già ngu ngốc, ông phải thừa nhận đây là thuốc của mình, nếu không nhanh chóng thừa nhận, thì dù chút nữa có thừa nhận tôi cũng không đưa thuốc cho ông. Cậu không có bằng chứng, đừng nói bậy, tôi là cảnh sát, sao có thể tàng chữ độc phẩm. Đinh Tùng vẫn mạnh miệng như cũ. Hạ Thiên thu tay lại, khoảnh khắc này hắn dùng tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy để đâm vài châm lên người đinh tùng mà bây giờ đinh tùng đang bị chĩa súng vào người nên rất căng thẳng dù châm kia có hơi đau nhưng lại không phát hiện ra này lão già ngốc chút nữa đừng cầu xin đấy nhé hạ thiên cười hì hì sau đó hắn nhìn mộc hàm vợ chúng ta đánh cược nhé đánh cược cái gì mộc hàm có chút dở khóc dở cười đến lúc này còn đánh cược gì nữa Tôi nói lão già ngốc này sẽ lập tức quỳ xuống van xin, chỉ có tin không? Hạ thiên cười hì hì hỏi. Sao ông ta phải quỳ xuống van xin cậu? Mộc hàm có chút không tin, Đinh Tùng nếu phải quỳ xuống van xin thì phải là nàng mới đúng, vì nàng đang chỉa súng vào đầu lão. Bây giờ không nói cho chị biết, trước tiên chị phải nói xem có đánh cược hay không. Hạ thiên vẫn cười hì hì. Được, tôi đánh cược với cậu. Mộc hàm thật sự có chút hiếu kỳ, tôi không tin ông ta sẽ cầu xin cậu tôi cảm thấy một lúc nữa ông ta phải cầu xin tôi thả ra được rồi nếu chị thua chị phải mặc đồ tắm múa cho tôi xem hạ thiên cười hì hì nhìn mộc hàm gương mặt mộc hàm có hơi hồng người này còn nhớ rõ đồ tắm tối qua đã mặc rồi mà tôi không biết múa mộc hàm gắt giọng tất nhiên nàng đang nói dối một đặc công sao lại không biết múa tôi nói chị múa thì cứ múa ai mà chẳng biết hạ thiên nghiêm trang nói mộc hàm bắt đầu cảm thấy hạ thiên không có ý gì tốt nàng nhịn không được phải hỏi cậu muốn tôi múa gì tất nhiên là múa thoát y hạ thiên cười hì hì nói mộc hàm không khỏi cảm thấy nóng mặt người này quả nhiên không có ý tốt bắt nàng mặc đồ tắm múa thoát y chỉ sợ chưa múa được bao lâu thì múa trên giường mất rồi nếu cậu thua thì sao mộc hàm dùng giọng xấu hổ hỏi ngược lại tôi cũng múa thoát y cho chị xem hạ thiên ra vẻ đương nhiên mộc hàm hết chỗ nói nàng cũng không muốn nhìn hắn múa thoát y ai biết hắn thoát song của mình thì có quay sang thoát của nàng hạ thiên thấy mộc hàm không nói lời nào thì quay sang thúc giục vợ có đánh cược không cậu muốn đánh cược thì đánh cược mộc hàm thuận miệng nói người này mấy ngày nay luôn tìm cách cho mình lên giường dù nàng có đánh cược hay không thì đối phương cũng nghĩ ra biện pháp mà thôi nhưng mộc hàm vẫn có chút nghi ngờ Đinh Tùng thật sự cầu xin Hạ Thiên sao? Vợ, chị chuẩn bị để múa thoát y là vừa. Hạ Thiên lập tức vui vẻ. Mộc hàm định nói gì đó thì phát hiện tình huống của Đinh Tùng có gì đó là lạ. Đối phương bị nàng dùng súng chĩa vào đầu mà liên tục ngáp dài ngáp ngắn giống như vài trăm năm chưa từng ngủ vậy. Lúc đầu chỉ là vài cái ngáp, nhưng một lúc sau tình hình của Đinh Tùng càng trở nên nghiêm trọng. Lão ngáp liên tục, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, ngoài những vấn đề đó thì thân thể cũng run lên cầm cập đội trưởng đinh anh không sao đấy chứ một cảnh sát trẻ nhịn không được phải hỏi đừng nói là hắn cho dù là thôn dân cũng thấy tình huống có gì đó là lạ không không có gì tôi tôi chỉ cảm thấy có chút không thoải mái thân thể đinh tùng chợt run lên mạnh hơn nước mắt nước mũi cũng tràn lan lão giống như đang cố gắng cưỡng ép một điều gì đó nhưng rõ ràng có vẻ không nhịn được nữa các người làm gì đội trưởng của tôi một cảnh sát trẻ dùng ánh mắt tức giận nhìn mộc hàm và hạ thiên nhưng hắn cũng chỉ biết dùng lời nói tức giận mà thôi mộc hàm vẫn còn dí súng lên đầu đinh tùng bọn họ không dám làm bậy cậu xem tôi có làm gì ông ta sao mộc hàm cười lạnh nói không phải ông ta sinh bệnh đấy chứ có lẽ là vậy chắc là trúng gió không phải dù trúng gió cũng không phải như thế tiểu thư vị cảnh sát này hình như bị bệnh hay là cô tranh thủ để người ta đi đến bệnh viện đúng vậy đưa đến bệnh viện nếu không có tai nạn chết người thì sẽ chẳng tốt đám thôn dân vây quanh bắt đầu nghị luận những người can đảm càng lớn tiếng càng khuyên mộc hàm thả đinh tùng để đinh tùng đi đến bệnh viện mộc hàm nhìn chằm chằm vào đinh tùng nàng khẽ nhíu mày sau đó nàng hỏi đinh tùng ông nghiện thuốc sao tuy mộc hàm không phải là thần y như hạ thiên nhưng dù sao nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi nàng càng nhìn càng cảm thấy tình cảnh của đinh tùng như lên cơn nghiện thuốc tất nhiên nàng nghĩ đến vấn đề này cũng có liên quan đến gói thuốc phiện vừa rồi. Vợ, chị thật thông minh, lão già ngốc này chính là con nghiệt. Hạ thiên cười hì hì nói, sau đó hắn cầm lấy bọc thuốc phiện qua cua trước mặt đinh tùng. Này, lão già ngu, bây giờ có muốn gói thuốc phiện này không? Trong mắt đinh tùng chợt lóe lên cái nhìn khao khát, nhưng lúc này đầu óc lão vẫn còn rất tỉnh táo, vì vậy cố gắng nhẫn nại. Nhưng dù là ai cũng có thể thấy lão nhìn chằm chằm vào túi thuốc phiện trên tay Hạ Thiên, mắt cũng không chớp. Giống như biểu hiện của một con nghiện. Đúng vậy, đám con nghiện trên tivi phát tác cũng giống như vậy. Cảnh sát cũng hút thuốc phiện sao? Thế đạo này chẳng phải rối loạn rồi à? Thì ra không ai quan tâm đám con nghiện, hóa ra cảnh sát cũng là con nghiện. Khi nghe những lời nghị luận của thôn dân thì một cảnh sát trẻ chợt nổi giận. Các người nói bậy bạ gì vậy? đội trưởng đinh phát bệnh ai nói anh ấy nghiện thuốc nhưng viên cảnh sát kia còn chưa nói dứt lời thì đinh tùng đã gào lớn cho tôi mau cho tôi đinh tùng vốn bị súng chĩa vào người không dám cử động nhưng bây giờ không biết lấy can đảm từ đâu lão không quan tâm khẩu súng trong tay mộc hàm lão nhào về phía hạ thiên hai tay vung về phía gói thuốc phiện muốn cướp lấy hạ thiên né qua hắn khinh thường hỏi lão già ngốc sao tôi phải đưa cho ông đưa cho tôi nó là của tôi con bà nó mau đưa đây đinh tùng đột nhiên giống lên lão tiếp tục nhào về phía hạ thiên hạ thiên nhấc chân đạp lên bụng đinh tùng đây là thứ tìm được trên xe của vợ tôi là của vợ tôi á à, đinh tùng kêu thảm ngã xuống đất ngay sau đó lão lại bò lên và hét điên cuồng thúi lắm là tôi bỏ vào xe mau đưa cho tôi đinh tùng vừa nói như vậy thì đám người chợt xôn xao thì ra vị đội trưởng cảnh sát hình sự này đặt thuốc phiện lên xe người ta, đây không phải vụ oan sao. Quá đáng, đúng là quá đáng. Cảnh sát sao lại như vậy? Quá đáng. Bây giờ cảnh sát cũng xấu xa thế này sao? Hai cảnh sát trẻ cũng trợn tròn mắt, đội trưởng bây giờ là con nghiện, có nói sao cũng thừa. Đinh Tùng, bây giờ đã thừa nhận vụ oan cho tôi rồi sao? Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng Đinh Tùng cũng không có thời gian quan tâm đến Mộc Hàm, lão liên tục lau nước mắt nước mũi vừa nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên. Mau đưa thuốc cho ông, nhanh. Muốn tôi đưa sao, quỳ xuống cầu xin đi. Hạ Thiên cười hì hì, hắn rất vui, giống như đã thấy tình cảnh mộc hàm mặc bikini nhảy thoát y. Hừ, mau đưa đây, nếu không ông xử lý mày. Vẻ mặt Đinh Tùng đã có chút hoảng hốt, lão nói xong thì đưa tay xuống lấy súng, nhưng bàn tay lại không chụp được bất kỳ thứ gì. Hạ Thiên đã ra tay nhanh hơn, hắn tước súng của đối phương ngu quá đã như vậy mà vẫn còn muốn giết tôi hạ thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn hạ thiên nếu không phải vợ sẽ múa thoát y tôi sẽ không bắt ông cầu xin hạ thiên tiện tay ném khẩu súng ra xa nga sau đó hắn xé gói thuốc phiện rồi đi đến bên cạnh giếng nước sau đó hắn hét lên với đinh tùng này lão già ngốc cho ông một cơ hội cuối cùng ông nhanh chóng cầu xin đi nếu không thuốc sẽ rơi xuống giếng Chương 266: Giao dịch. "Đừng, đừng." Đinh Tùng vội vàng hô lớn. "Được, tôi cầu xin anh, xin anh đưa thuốc cho tôi." "Này, không phải xin là được, phải quỳ xuống xin." Hạ Thiên có chút bất mãn. "Được, tôi quỳ, tôi quỳ là được." Đinh Tùng quỳ xuống, lúc này hắn đã không còn là cảnh sát, chỉ là một con nghiện, đừng nói là Hạ Thiên bắt quỳ, dù bắt gọi là cha cũng sẽ làm theo. Đám thôn dân lắc đầu đặc biệt là một vài ông lão đã không ngừng thở dài những năm gần đây cảnh sát là như vậy sao mà hai cảnh sát trẻ thì dứt khoát quay đầu đi đinh tùng như vậy làm bọn họ cảm thấy quá dọa người cũng thật sự không đành lòng nhìn đại ca cầu xin anh tôi thật sự không chịu được nữa mau cho tôi cho tôi một hơi đinh tùng quỳ trên mặt đất lão vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi cầu xin hạ thiên ông rất muốn sao hạ thiên cười hì hì nói Đinh Tùng liên tục gật đầu, tất nhiên lão rất muốn. Đáng tiếc là tôi không cho ông. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn giải thuốc xuống một vũng nước bên cạnh. Không. Đinh Tùng hét lên một tiếng điên cuồng, sau đó phóng đến vũng nước, liên tục hửi hửi mặt nước như một con chó. Sau khi hửi chán chê thì rúi đầu vào trong khe nước, bộ dạng rất điên cuồng. Nghiệp chướng. Khi thấy bộ đảng Đinh Tùng như vậy thì một ông lão thở dài nói hai cảnh sát trẻ thì trợn mắt há mồm, vừa rồi khi Đinh Tùng quỳ xuống thì tốt xấu cũng là một con người, nhưng bây giờ bộ dạng quả thật khó thể tưởng tượng. Một cảnh sát trẻ đã không còn nhịn được, hắn nhặt súng của Đinh Tùng lên rồi vào đến bên cạnh vũng nước, sau đó dùng súng đập lên gáy lão, làm lão ngất xỉu. Sau khi đưa Đinh Tùng hôn mê lên xe cảnh sát thì tên cảnh sát còn lại cũng vội vàng lên xe, sau đó xe cảnh sát phát động phóng đi như bay. Đúng là không còn biện pháp, bọn họ thật sự không còn mặt mũi ở lại đám thôn dân cũng bỏ đi rất nhanh vì bọn họ phát hiện người phụ nữ tóc vàng kia không có tội dù nàng không phải kẻ buôn thuốc phiện nhưng súng trên người nàng cũng không phải là giả anh rể đã không còn việc gì nữa chứ trước đó đám người tôn thiên vũ vẫn đứng ở cửa lớn không đi đến dù sao bọn họ cũng không giúp được gì bây giờ cảnh sát đã đi tôn thiên vũ vội vàng đến hỏi thăm có anh ở đây sao có chuyện gì được hạ thiên hời hợt nói sau đó hắn cười hì hì nhìn mộc hàm vợ chị nên múa cho tôi xem gương mặt mộc hàm đỏ ửng nàng nhìn điền tố nga đang đứng ở cửa lớn sau đó khẽ nói chồng đợi đến khi quay về giang hải thì tôi sẽ múa cho cậu xem tại sao phải đợi đến khi quay về giang hải hạ thiên cũng không tình nguyện tôi không mang đồ tắm theo tất cả đều còn để ở nhà mộc hàm tìm được lý do rất thích hợp hạ thiên suy nghĩ hắn phát hiện đám bikini mình mua đều để ở nhà cảnh sát tỷ tỷ xem ra sau này về phải lấy đi mới được vậy cũng được đợi đến khi quay về mỗi đêm chị phải mặc một bộ múa cho tôi xem hạ thiên đồng ý yêu cầu của mộc hàm nhưng lại đưa ra yêu cầu cao hơn mộc hàm có chút choáng váng lưu manh này cho rằng nàng là vũ sư thoát y được rồi mộc hàm dùng giọng mất hết khí lực lên tiếng nàng thầm nghĩ trước tiên cứ đồng ý đợi đến khi thật sự quay về giang hải để xem có thể tìm được cái cớ nào khác không hạ thiên mau lên đây tôn hình hình vẫn còn ở trên lầu nàng thấy bên dưới không còn chuyện gì thì kêu lên à chị hinh tôi lên ngay hạ thiên búng người phóng lên lầu mộc hàm và tôn thiên vũ trợt choáng váng ngay cả điền tố nga cũng sướng sờ cậu con rể này không phải là yêu quái đấy chứ nếu không sao có thể nhảy cao như vậy đúng lúc này đám thôn dân cũng đi sạch cũng không ai chứng kiến cú nhảy kinh người của Hạ Thiên, nếu không tất cả mọi người trong thôn đều biết chồng của Tôn Hinh Hinh là một yêu quái. Tôn Hinh Hinh lại chẳng ngạc nhiên vì hành động của Hạ Thiên, vì trước đó hắn đã cho nàng ngạc nhiên rất nhiều, vì vậy lúc này dù hắn có làm ra chuyện gì đó không tưởng, nàng đều có thể tiếp nhận. "Hạ Thiên, tôi có chút mệt, chúng ta đi ngủ thôi." Tôn Hinh Hinh thật sự khá mệt mỏi, hôm nay ngồi xe mấy giờ về nhà, sau đó lại có nhiều chuyện phát sinh làm nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Còn vì sao nàng phải kéo Hạ Thiên ngủ cùng? Nguyên nhân rất đơn giản, trên này rất nóng, nếu không ngủ cùng với Hạ Thiên thì căn bản không ngủ được. Nhưng ngay sau đó Tôn Hinh Hinh có chút hối hận, vì nàng phát hiện ngủ cùng Hạ Thiên ngủ một chỗ rất nóng, nóng đến mức nàng phải cởi sạch đồ trên người mình. Hạ Thiên cũng cởi trần như nhộng, cuối cùng hai bên ôm nhau làm những hoạt động biên cuồng. Khi Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh đang dập dình chiến đấu hăng hái thì trong một khu nhà xưởng ở khu quy hoạch huyện Lâm Giang, nơi đây đang có một cuộc giao dịch một bên có ba người, trong đó là Lưu Thái Hà và hai thủ hạ, còn cầm đầu bên kia là một người đàn ông hơn 30, rất tinh anh, hai con mắt có thần, là người đến từ thành phố Giang Hải, là cổ ba, một nhân vật quan trọng trong tứ hải bang nổi tiếng hắc đạo Giang Hải. Trương Ngọc Phân Đâu Cổ ba nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở đối diện, hắn cau mày hỏi. Cổ ca, anh là khách quý của chúng tôi, tôi không muốn làm anh chậm trễ, vì vậy tự mình đến giao dịch. Lưu Thái Hà nở nụ cười quyến rũ. Không biết Cốc Ca có thỏa mãn vì sắp xếp này không? Nói như vậy, cô chính là bà chủ của Trương Ngọc Phân. Cổ Ba có chút kinh ngạc. Đúng vậy, không biết Cổ Ba còn gì muốn hỏi. Lưu Thái Hà nở nụ cười thản nhiên. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể giao dịch. Xem hàng trước. Cổ Ba khẽ gật đầu. Được. Lưu Thái Hà rất sảng khoái, nàng khoát tay cho thủ hạ đưa một cặp da cho Cổ Ba. Cổ ba mở cặp ra, bên trong là từng gói bột trắng, hắn đâm một bao, dùng tay quệt một miếng đưa lên miệng thử hương vị, sau đó hắn gật đầu. Được, hàng tốt. Cổ ba vung tay, tên đàn ông đi phía sau sách theo một cặp ra đi về phía Lưu Thái Hà, sau đó chủ động mở ra, bên trong là hàng sắp tiền mặt. Ok, không có vấn đề. Lưu Thái Hà lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng vươn bàn tay trắng nõn với cổ ba. Cổ ca, hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ. Cổ Ba nắm chặt tay Lưu Thái Hà, sau đó buông tay xoay người bỏ đi. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Một tiếng thét lớn vang lên, hơn 10 cảnh sát võ trang đầy đủ phóng đến, hơn 10 cây súng chĩa vào nhóm người Cổ Ba và Lưu Thái Hà. Cô bán đứng tôi sao? Cổ Ba dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Thái Hà. Lưu Thái Hà không nói gì, nàng chỉ cười nhạt một tiếng. Tâm nghiệp ném những gì trong tay ra ngồi xổm xuống đưa tay lên đầu thành thật một chút nếu không ông bắn cảnh sát liên tục hò hét cổ ba dùng ánh mắt hung hăng nhìn lưu thái hà hắn cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ bắt buộc phải nhấc tay đầu hàng một địa phương chống trải thế này nếu hắn phản kháng thì chỉ còn đường chết đám cảnh sát lập tức phóng lên bắt cổ ba và hai tên thủ hạ mang về đội một người quát lớn ngay sau đó cảnh sát nhanh chóng áp giải đám người cổ ba đi vài phút sau nhóm người cổ ba đã bị đưa về đội cảnh sát hình sự bắt đầu thẩm vấn suốt đêm anh là cổ ba sao nói nhảm thành thật một chút anh có biết mình phạm tội gì không buôn thuốc phiện cổ ba tôi khuyên anh thành thật khai báo nếu không thì anh chờ chết đi không sao tao đã chọn đường buôn thuốc phiện tao đã chuẩn bị để chết à mạnh miệng nhỉ này tiểu tử sao tôi cảm thấy cậu không giống như buôn thuốc phiện cậu không phải đến đây nằm vùng đấy chứ có gì thì cứ nói một tiếng tôi cũng không muốn thẩm vấn tôi còn muốn về nhà ngủ nằm cái con bà mày đừng nói xấu thanh danh của tao hừ còn thanh danh nữa sao anh em đâu vào cho nó biết tay suốt một buổi tối cổ ba bị đánh rất nhiều lần đội cảnh sát hình sự cũng liên tục thay người thẩm vấn không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi tuy bị tra tấn rất thảm nhưng cổ ba rất cứng đầu không khai bất kỳ điều gì. 6 giờ sáng hôm sau, viên cảnh sát đi ra ngoài, khi quay lại thì mở còng cho cổ ba nói. Được rồi, anh có thể đi. Cái gì? Cổ ba tưởng mình nghe lầm. Cho đi thì đi mau, có nghe không? Viên cảnh sát tức giận nói. Lúc này cổ ba đã nghe thấy rất rõ ràng, nhưng trong lòng hắn rất mê hoặc, vì vậy mà không nhịn được phải hỏi một câu. Vì sao cho tôi đi? Chúng tôi đã kiểm nghiệm, tất cả đều là bột mì. Viên cảnh sát kia mất kiên nhẫn. Tóm lại anh cút mau, tôi phải về nhà ngủ. Cổ Ba cũng không tiếp tục trần trừ, khi hắn ra khỏi phòng thẩm vấn thì phát hiện hai thủ hạ đang chờ ở bên ngoài, gương mặt bọn họ cũng rất mê hoặc. "Cổ ca." Khi thấy Cổ Ba thì hai tên kia đi đến nói. "Trước tiên rời khỏi đây rồi nói sau." Cổ Ba nói một câu, hắn nhanh chóng đưa người rời khỏi cục công an. Khi đám người vừa ra khỏi cổng chính thì một chiếc Mercedes Benz dừng ngay trước mặt cửa xe hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện, là Lưu Thái Hà. Lên xe đi. Lưu Thái Hà nở nụ cười quyến rũ với ba người. 7 giờ sáng, Phu Tiến rời khỏi khu nhà tập thể đi ra vài trăm mét, hắn đi vào một con hẻm nhỏ, nơi đây có một tiệm mì. Hắn thích ăn mì trong đây, hầu như mỗi ngày đều ra đây ăn sáng. Có hai thanh niên đi theo chiều ngược lại, bộ dạng rất gấp nhưng giống như không thấy đường, hai tên này đi thẳng về phía vu tiến rõ ràng không muốn tránh đường vu tiến tranh thủ thời gian né người hắn còn nói một câu đi đường nên chú ý một chút chú ý con mẹ mày hai tên thanh niên phóng về phía vu tiến mỗi người rút ra một con dao cả hai một trước một sau gác dao lên người hắn sau đó một tên gào lên cướp đây đưa hết tiền đây vu tiến đang định nói gì hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng và trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn Hai con dao đều đâm vào người hắn. Chương 267, kiếm chút tiền lẻ. Sáng thức dậy sớm thì tinh thần tỉnh táo hơn gấp trăm lần, tối qua tuy Hạ Thiên ngủ rất muộn và thức dậy rất sớm nhưng vẫn cực kỳ phấn chấn tinh thần. Nhưng cũng vì quá tinh lực mà hắn mới lật ngửa Tôn Hinh Hinh lên bắt đầu hoạt động giảm bớt tinh lực, Tôn Hinh Hinh đáng thương bị hắn làm việc đến mức thân thể mềm nhũn như bún, cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ. Hạ Thiên sau khi cảm thấy hoạt động mỹ mãn mới rời khỏi giường. Khi Hạ Thiên đến bên cửa sổ thì nhìn thấy Mộc Hàm đang đứng ngây người bên cạnh xe, vì vậy hắn nhảy xuống, vừa vặn rơi ngay bên cạnh Mộc Hàm. Mộc Hàm chợt hoảng sợ, khi nhìn thấy Hạ Thiên thì khẽ thở phào, nàng dùng giọng bất đắc dĩ nói: "Chồng, cậu không thể đi xuống như bình thường sao? Như vậy nhanh hơn." Lý do của Hạ Thiên rất đầy đủ. Đi cầu thang quá chậm. Mộc Hàm không nói gì, may mà đây là lầu 2, nếu ở lầu 20 hắn còn dám nhảy xuống tùy tiện như vậy không? Ông xã, điện thoại kia, ông xã, điện thoại kia. sóng điệu dễ nghe của Kiều Tiểu Kiều vang lên trong túi quần Hạ Thiên, một hàm đáng thương chợt sinh ra ảo giác, Kiều Tiểu Kiều bị Hạ Thiên mang theo trong túi quần sao. Mãi hai giây sau nàng mới kịp phản ứng, đây chẳng qua chỉ là chuông điện thoại của Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn nhìn thoáng qua màn hình, đây lại là một dãy số lạ. Alo, ai vậy? hạ thiên nhận điện thoại giọng điệu cũng không quá tốt trước nay đối với người lạ điện thoại đến thì hắn chưa bao giờ dùng giọng ôn hòa đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có chút khách khí và vội vàng xin hỏi anh có phải là hạ thần y không tôi là hạ thiên cũng là thần y hạ thiên trả lời giọng điệu có chút tốt hẳn lên hắn rất hài lòng với cách gọi thần y của đối phương vì vậy hỏi lại một câu anh là ai chào anh hạ thần y tôi là hà minh Chúng ta đã từng gặp mặt nhau. Tôi là giám đốc bệnh viện phụ nhất đại học Giang Hải, khi anh chữa bệnh cho Hoàng An Bình thì tôi cũng có mặt ở bên cạnh, anh còn nhớ không?" Hà Minh ở đầu dây bên kia nói lớn, lão cố ý làm cho Hạ Thiên nhớ ra thân phận của mình. Hạ Thiên rõ ràng đã gặp Hà Minh được hai lần, lần đầu tiên là lúc làm cho Cao Danh Dương thức tỉnh, lần thứ hai là lúc điều trị cho Hoàng An Bình. Hắn còn nhớ rõ Hà Minh là một người đàn ông hơn 40. Bộ dạng cụ thể thế nào cũng có chút ấn tượng. "Là ông sao, tôi vẫn nhớ, tìm tôi có chuyện gì không?" Hạ Thiên mở miệng nói, giọng điệu của Hà Minh trong điện thoại rất cung kính, vì vậy hắn rất hài lòng. Hắn không khách khí với đối phương, nhưng dù sao cũng không có ấn tượng xấu, tất nhiên nếu người ta không khách khí thì hắn cũng trả ngược lại. "Hạ thần y, tôi có chuyện cần anh hỗ trợ, tôi có một đứa cháu ngoại bị thương rất nặng, đang được cứu chữa ở bệnh viện, nhưng bệnh viện nói cơ hội sống là không lớn." vì vậy tôi mới xin anh hỗ trợ. Không biết bây giờ anh có muốn thi triển y thuật thần kỳ của mình không? Hà Minh rất khách khí nhưng giọng điệu vẫn khó thể kìm nén sự lo lắng. À, tìm tôi chữa bệnh sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Đáng lý sẽ không có vấn đề, nhưng tôi không có mặt ở thành phố Giang Hải. Bình thường khi có người chủ động yêu cầu Hạ Thiên chữa bệnh, Tất nhiên hắn sẽ hỗ trợ, điều kiện tiên quyết là đối phương không đắc tội hắn, ví dụ như Liễu Kỳ, anh không ở thành phố giang hải sao hà minh khẽ giật mình xin hỏi bây giờ anh đang ở đâu tôi đang ở huyện lâm giang cách thành phố giang hải vài trăm km hạ thiên cũng không giấu giếm anh ở lâm giang sao thật tốt quá thật sự quá tốt hạ thần y kính xin anh giúp đỡ cháu ngoại của tôi đang được cứu chữa ở bệnh viện huyện lâm giang trong điện thoại truyền ra âm thanh vui mừng như điên của hà minh hạ thiên giật mình trùng hợp vậy sao vậy thì được tôi sẽ giúp ông nhớ phải trả tôi một triệu không có vấn đề tiền không thành vấn đề hạ thần y tôi sẽ nhanh chóng chạy đến huyện lâm giang khi tôi đến sẽ đưa tiền cho anh nhưng bây giờ anh có thể đến bệnh viện được không tình huống của cháu tôi rất gấp chỉ sợ không thể đợi thêm được nữa hà minh vội vàng nói không có vấn đề tôi đi cứu người trước hạ thiên cũng không quan tâm đến vấn đề này nếu cứu sống người mà không trả tiền thì hắn cùng lắm cho con bệnh ra đi luôn cảm ơn hạ thần y cảm ơn hạ thần y hà minh có chút kích động cháu của tôi tên là vu tiến lúc này đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện lâm giang tôi sẽ điện thoại cho bệnh viện huyện lâm giang để bọn họ phối hợp với anh vu tiến sao hạ thiên có chút buồn bực là viên cảnh sát kia sao hà minh chợt ngẩn ngơ đúng vậy vu tiến là cảnh sát hạ thần y anh biết nó sao biết tối qua anh ta còn muốn bắt tôi hạ thiên tức giận nói hà minh lập tức nôn nóng sau đó lão giải thích một câu hạ thần y tôi tin đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm kính xin anh đừng trách tội đến lúc đó tôi nhất định sẽ bắt nó phải bồi tội với anh hừ tôi là người giữ lời tôi đã đồng ý thì sẽ chữa cho anh ta cùng lắm đến lúc tôi cảm thấy khó chịu thì cho anh ta ăn đòn hạ thiên lười biếng nói tôi đi bệnh viện trước cứu sống anh ta rồi nói sau cảm ơn hạ thần y cảm ơn hạ thần y hà minh ở đầu dây bên kia liên tụ cảm kích hạ thiên cũng không còn kiên nhẫn nghe điện thoại hắn cúp ngay vợ chúng ta đi kiếm chút tiền lẻ hạ thiên nhét điện thoại vào túi hắn nói sau đó kéo mộc hàm vào xe trong phòng cấp cứu bệnh viện lâm giang một đám bác sĩ và y tá đang vội vàng cuống cuồng huyết áp đang giảm mất quá nhiều máu, tiếp tục truyền máu. Không tốt, tim ngừng đập con mẹ nó rồi. Vu Tiến được đưa đến bệnh viện thì mất quá nhiều máu mà rơi vào tình trạng sốc nặng, thêm vào đó là trình độ của bác sĩ tuyến huyện quá thấp, bọn họ cũng không phải những người thương hay gặp những ca thế này, vì vậy rất hỗn loạn mà tình huống của người bệnh ngày càng xấu. Đám bác sĩ và y tác tham gia công tác cứu chữa đã cảm thấy người bệnh có hơn phân nửa là khó cứu, nhưng bọn họ vẫn không ngừng điều trị, dù có còn hy vọng hay không thì vẫn phải tiếp tục cứu chữa, nếu không người nhà của con bệnh sẽ đến náo loạn. Mà bên phía bệnh viện cũng rối loạn, giám đốc bệnh viện đã liều mạng ra lệnh, phải cứu tỉnh người bệnh bằng bất kỳ giá nào. Lúc này giám đốc trang trí quốc của bệnh viện huyện Lâm Giang càng gấp gáp, lão là bạn học cũ của Hà Minh, quan hệ cá nhân giữa hai bên là rất tốt. Trước đó Hà Minh đã đặc biệt điện thoại cho trang trí quốc, yêu cầu hắn bất cứ giá nào cũng phải cứu chữa, phải giữ lại một đường sống, sẽ có một thần y tên là Hạ Thiên đến ngay. Chỉ cần thần y Hạ Thiên đến kịp thì Vu Tiến sẽ được cứu sống. Thật ra Trang Trí Quốc cũng không tin lời nói của Hà Minh, hắn cảm thấy Hà Minh có hơn phân nửa là cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, nhưng nể mặt bạn cũ mà hắn vẫn cố gắng thúc đám bác sĩ cấp cứu cho người bệnh, phải dùng hết tất cả khả năng và phương pháp, chính hắn thì đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, chờ thần y Hạ Thiên. Đúng lúc này có một nam một nữ đi đến, nam thì rất tầm thường, còn nữ thì có bộ dạng hải nước hại dân. Trang trí quốc chợt ngây người nhìn người phụ nữ, mãi đến khi hai người kia xông vào phòng cấp cứu thì lão mới kịp phản ứng. Các người là ai? Đây là phòng cấp cứu. Trang trí quốc vội vàng đi vào và quát lên nghiêm nghị. Cặp nam nữ đi vào phòng cấp cứu chính là Hạ Thiên và Mộc Hàm. Hạ Thiên trực tiếp xông đến bên cạnh giường cấp cứu, hắn phất tay với đám bác sĩ và y tá. Ra ngoài hết cho tôi. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Này, có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm chế nãi quá trình cứu ngừa, có vấn đề cậu phải chịu trách nhiệm. Đám bác sĩ và y tá liên tục gào lên bất mãn, bọn họ muốn tiến lên nhưng chợt phát hiện ra mình không thể làm gì, xung quanh giống như có một bức tường vô hình, dù bọn họ có muốn cũng không thể tiếp cận Hạ Thiên, cũng chỉ còn cách ở bên ngoài nhìn vào. Á! À, một cô y tá hô lên kinh hoàng, vì nàng thấy Hạ Thiên dùng một ngân châm đâm lên người vô tiến cậu ta cậu ta dùng phương pháp châm cứu để chữa bệnh sao hình như là vậy tiểu tử này cho rằng mình là ai dùng một cây kim mà có thể cứu người được sao tôi thấy người này có phân nửa là bị điên đám bác sĩ và y tá nhìn những động tác gọn gàng của hạ thiên mà liên tục nghị luận trời một y tá kêu lên giọng nói rất lớn mau nhìn kìa nhịp tim khôi phục lại rồi mọi người tranh thủ nhìn về phía khí tài đo tim mà không khỏi ngẩn ngơ nhịp tim đã phục hồi huyết áp đã phục hồi một y tá khác lại hô lên kinh hoàng hình như đã không còn xuất huyết đám bác sĩ bắt đầu la lên nhịp tim đã khôi phục như thường huyết áp cũng bình thường tất cả chỉ số đều ổn tôi tôi không nằm mơ đấy chứ đám người nhìn thấy tình cảnh thần kỳ xảy ra trước mắt ai cũng khó thể tin đến lúc này không còn ai đi ngăn cản hạ thiên mà ngay cả trang trí quốc cũng bỏ qua ý nghĩ hô hào bảo vệ Tình cảnh trước mắt quá thần kỳ, phải nói là kỳ tích. Tôi, tôi còn chưa chết sao? Một giọng nói suy yếu truyền vào tai mọi người, đám người đang nghị luận chợt im lặng, ai cũng nhìn về phía Vu Tiến. Tỉnh, con mẹ nó, tỉnh rồi sao? Đúng là khó tin. Đúng là thần y. Lúc này đám người phát hiện Vu Tiến mở miệng, tất cả đều kích động. Nói nhảm, tất nhiên là anh chưa chết. Hạ Thiên đang tiếp tục đâm kim lên người Vu Tiến, sau đó kết thúc hắn thu châm nói. Này, tôi đi trước, khi nào cậu của anh là Hà Minh đến, nhớ nói ông ấy đưa tiền đến cho tôi. Là, là cậu sao? Vu Tiến có chút mơ hồ, mãi một lúc sau mới nhận ra Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không tiếp tục dây dưa với Vu Tiến, hắn xoay người đi ra phòng cấp cứu, hắn ôm Mộc Hàm. Vợ, chúng ta hình như chưa ăn sáng, tìm chỗ nào đó ăn sáng thôi. Anh, xin chờ chút. Trang trí quốc vội vàng chạy theo xin hỏi anh có phải là hạ thần y không? Lúc này giọng điệu của trang trí quốc rất khách khí, đây là thần y cải tử hoàn sinh, con bà nó, thằng nào không nịnh bợ. chương 268, đánh thành thịt heo viên. Trang trí quốc muốn lôi kéo tình cảm với hạ thiên, nhưng hạ thiên căn bản không muốn làm quen với lão, hắn không quan tâm, chỉ ôm mộc hàm đi về phía trước. Trang trí quốc xấu hổ đứng đờ tại chỗ, lão cũng không tiếp tục đuổi theo thần y dù sao hắn cũng là giám đốc bệnh viện cũng là người có thân phận tất nhiên sẽ không muốn níu kéo người ta có hai y tá từ phòng cấp cứu chạy ra cả hai đều nhìn bóng lưng hạ thiên với ánh mắt sùng bái thần y đúng là thần y quá lợi hại ngay cả giám đốc cũng không thèm quan tâm hạ thiên và mộc hàm cũng không đi xa cả hai đến một quán cơm đối diện bệnh viện quán cơm kinh doanh tốt trong ngoài đều đầy người có hương vị rất tốt khi hạ thiên ngồi xuống thì nhận được điện thoại người gọi là hoàng an bình hạ thiên nghe nói cậu đang ở huyện lâm giang phải không hoàng an bình mở miệng thì hỏi ngay đúng vậy sao anh biết hạ thiên có chút kỳ quái nghe cha tôi nói mà cha tôi nghe hà minh nói hà minh muốn tìm cậu hỗ trợ vì vậy gọi điện thoại cho cha tôi xin số điện thoại của cậu hoàng an bình giải thích sau đó hắn hỏi hạ thiên cậu chạy đến đó làm gì nhà chị hinh ở đây cha chị ấy sinh chuyện vì vậy tôi phải đến. Hạ Thiên có chút bất mãn. Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Khổ, Hạ Thiên đừng hiểu lầm, tôi không phải đang điều tra cậu, nhưng huyện Lâm Giang kia không an toàn, đặc biệt là người ngoài đến lại càng không an toàn, tôi chỉ muốn nhắc cậu phải cẩn thận. Hoàng An Bình vội vàng giải thích. Hạ Thiên không quan tâm. Người khác cẩn thận thì đúng, nhưng tôi thì không. À, điều này cũng đúng. Hoàng An Bình cũng thấy đạo lý này rất đúng, dù ai gặp mặt Hạ Thiên thì cũng phải cẩn thận, không phải Hạ Thiên phải cẩn thận. Tôi phải ăn sáng. Hạ Thiên không muốn tiếp tục nói chuyện trời ơi với Hoàng An Bình, hắn trực tiếp cắt điện thoại. Đúng lúc này thì bên cạnh vang lên một âm thanh. Này anh bạn, xích người một chút. Hạ Thiên quay đầu, hắn thấy một tên thanh niên ăn mặc lè lẹt ngồi ở bàn bên cạnh, dù đối phương nói chuyện với hắn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía mục hàm. Này anh bạn, sao lại chiếm chỗ của tôi? Tên thanh niên kia tiếp tục nói, "Tôi chiếm chỗ của anh khi nào?" Hạ Thiên rất mất hứng. "Này anh bạn, bạn gái của tôi nói tôi đến đây." Tên thanh niên dùng giọng cợt nhả nói. Hạ Thiên có chút mơ hồ. "Bạn gái của anh đâu?" "Ủa, đây không phải bạn gái tôi sao?" Tên thanh niên đột nhiên chỉ tay vào người Mộc Hàm. "Bốp!" Hạ Thiên vung tay cho tên thanh niên một tát, sau đó hắn đạp đối phương ngã xuống đất rồi tức giận mắng, con bà mày, dám đùa giỡn vợ tao à? Á! À, tên thanh niên hét lên thảm thiết, ngay sau đó hắn lăn trên nền đất và hô lớn. Có ai không, cứu mạng, đánh chết người rồi. Chết nhanh vậy sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Tao cho mày chết nhanh hơn. Hạ Thiên nói đến đây thì tiếp tục đá vào người tên thanh niên, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Này, dám đánh anh em của tao, ông đập chết mày! một tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt từ bên ngoài phóng vào trên tay hắn là một tô mì tên này nói xong thì ném tô mì về phía Hạ Thiên nước mì tung tóe tất cả đều ảo vào người Hạ Thiên Hạ Thiên vung tay lên trong không khí chợt xuất hiện một lực lượng không thể nhìn thấy được lực lượng này bao quanh nước mì khoảnh khắc sau tất cả đều phóng đến mặt tên thanh niên kia giống như có mắt á à, nóng quá tên thanh niên kia gào lên thảm thiết nước mì nóng bỏng rội lên mặt làm hắn muốn tìm một vại nước lạnh để nhảy vào. Nhưng nước mì từ trên mặt lại chảy xuống cổ thấm vào trong áo quần, hắn bị bỏng đến mức lăn lộn. Quán ăn chợt rối loạn, đám khách đang ăn sáng phải vội vàng chạy ra xa. Tiểu tử, mày dám đánh anh em chúng tao, mày có biết đại ca chúng tao là ai không? Tên thanh niên không bị bỏng đã đứng lên, hắn dùng ánh mắt ngoài mạnh trong yếu nhìn Hạ Thiên. Tao không cần quan tâm đại ca chúng mày là ai, nếu không nhanh chóng cút đi, tao sẽ cho cha mẹ không nhận ra chúng mày là ai." Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn nói. "Tiểu tử, đại ca chúng tao là thái tử, con bà nó bây giờ mày phải dập đầu nhận sai, sau đó đưa bạn gái cho anh em chúng tao chơi, á?" Tên thanh niên này vẫn còn tâm tư với Mục Hàm, đáng tiếc là chưa nói dứt lời đã bị Hạ Thiên đá bay. Tên này trực tiếp bay ra đường cái, sau đó ngã xuống, trực tiếp hôn mê. Lại là thái tử kia sao? mộc hàm không khỏi nhíu mày ngày hôm qua đến bây giờ nàng đã nghe cái tên này rất nhiều lần thái tử chó má đừng để tao nhìn thấy nếu không tao đánh thành thịt heo viên hạ thiên rất khó chịu hình như từ khi vào huyện lâm giang này tên khốn thái tử kia luôn làm phiền hắn mộc hàm cũng ngẩn ngơ nàng cũng không biết đánh thành thịt heo viên là thế nào mà đám khách đang đứng bên ngoài xem náo nhiệt cũng thầm lắc đầu người này đúng là không biết sống chết nếu thấy thái tử thì còn sống được sao Tiểu tử, mày đừng quá kiêu ngạo, thái tử chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết mày, có tin không? Tên thanh niên bị bỏng dùng ánh mắt hung dữ nhìn Hạ Thiên. Không tin, Hạ Thiên bĩu môi. Mày gọi thằng thái tử ngu ngốc đến đây, tao chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết nó. Tiểu tử, đây là mày nói, ngon thì cứ đứng chờ ở đây. Tên thanh niên bị phỏng hét lên. Tốt, tao ở đây chờ, mày tranh thủ gọi thằng ngu thái tử ra đây. Hạ Thiên đang muốn đánh con chó tên là Thái tử, hắn ước sao tên khốn kia đến đây cho nhanh. Hạ Thiên nói xong những lời này thì lại ngồi xuống vị trí của mình, đồng thời dùng giọng bất mãn hô lên với ông chủ quán. "Này, sao còn chưa đưa lên?" Chủ quán là một cặp vợ chồng hơn 40, khi thấy Hạ Thiên vẫn còn muốn ăn sáng thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau muốn nói gì đó. Nhưng khi cả hai nhìn thấy tên thanh niên bên ngoài đang gọi điện thoại thì cuối cùng không dám nói gì chỉ nhanh chóng đưa bánh bao và sữa đậu nành đến cho mộc hàm và hạ thiên tiểu tử ngon thì cứ đợi đấy tên thanh niên kia gọi điện thoại xong thì lại chạy vào hắn dùng ánh mắt đắc ý nhìn hạ thiên đáng ghét hạ thiên cầm lấy một chiếc đũa ném ra chiếc đũa nện lên đầu tên thanh niên người này trực tiếp hôn mê khi nhìn thấy tên thanh niên kia hôn mê thì ông chủ quán vội vàng đến nhắc nhở tiểu tử tranh thủ thời gian đưa bạn gái đi những người này không thể trêu vào Chú, cảm ơn ý tốt của chú, nhưng chúng cháu cũng chỉ muốn ăn sáng mà thôi." Mộc Hàm cười ngọt ngào, tất nhiên nàng biết ông chủ quán có lòng tốt, nhưng nàng biết chắc Hạ Thiên sẽ không đi. "Khuyên nữ, những người này không thể trêu vào, cô rất xinh đẹp, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tôi nghe nói đắc tội với đám người này sẽ không có kết cục gì tốt, vì vậy nên nhẫn nhịn, hai người đi ngay đi, bây giờ vẫn còn kịp." Ông chủ quán lại tiếp tục khuyên nhủ dám người dám tìm đến tôi thì chẳng ai có kết cục tốt hạ thiên dùng giọng mất hứng nói hạ thiên rất bực bội người này rõ ràng xem thường mình nếu không phải đối phương có lòng tốt thì hắn đã cho ăn đòn từ lâu rồi ông chủ quán cũng rất tức tối lão có ý tốt nhắc nhở vậy mà tên này không nghe đến lúc này lão cũng không nói thêm điều gì chỉ dùng ánh mắt tiếc hận nhìn mộc hàm cô gái này xinh đẹp như ngôi sao sao lại theo một tên đàn ông không biết trời cao đất rộng như vậy đúng là xui xẻo ông chủ quán lắc đầu rồi thở dài lão bắt chuyện với vợ cả hai nhanh chóng rời khỏi quán vừa rồi có náo loạn tất cả khách khứa đã bỏ đi bây giờ hai vợ chồng cũng không muốn tai bay vạ gió vì vậy trốn xa một chút sẽ tốt hơn tất nhiên bọn họ cũng không trốn quá xa chỉ đứng ở bên ngoài quan sát đứng cùng chỗ với đám người đến xem náo nhiệt tuy người nào cũng thấy cặp nam nữ đang ăn sáng kia sắp gặp xui xẻo nhưng bọn họ muốn tập mắt xem đối phương rơi vào tình cảnh khốn khổ thế nào. Tốc độ ăn của Hạ Thiên gần đây là rất nhanh, chưa đến 5 phút hắn đã giải quyết xong bữa sáng. Sau khi xong xuôi nhưng đám người thái tử vẫn chưa đến, điều này làm hắn có chút khó chịu, hắn đi ra quán cơm rồi phàn nàn. Sao chậm vậy? Vừa rồi đám người còn cho rằng Hạ Thiên cứng miệng nói bừa, nhiều lắm ăn xong bữa sáng sẽ bỏ chạy, nhưng bây giờ nghe thấy hắn nói như vậy thì ai cũng hiểu. Thì ra tên này đang đợi đám người thái tử đi đến. Đúng là không biết sống chết, đây là người vùng khác mới đến sao? Có lẽ là vậy, không thấy bọn họ đều nói tiếng phổ thông sao? Đúng vậy, người địa phương sao dám động vào thái tử, đây không phải muốn chết sao? Mọi người khẽ hạ giọng thảo luận, đúng lúc này một chiếc xe 16 chỗ chạy đến, mọi người đều vội vàng né tránh sợ bị xe cán lên. Khi xe chạy đến trước cửa quán thì lập tức thắng gấp, cửa xe mở ra sáu bảy tên bước xuống. Ai làm? Một người đàn ông cường tráng đi đến bên cạnh nhìn tên thanh niên đang bất tỉnh, sau đó hắn quát lớn. Bước ra cho ông. Này, chúng mày là ai? Thằng ngu nào là thái tử? Hạ thiên hỏi một câu. Con bà mày, dám mắng thái tử ca sao? Muốn chết sao? Tên đàn ông cường tráng phóng về phía hạ thiên. Hạ thiên đấm một quyền trúng mặt tên đàn ông cường tráng mày không phải là thái tử thì đừng làm lãng phí thời gian của tao hạ thiên đá văng tên đàn ông sau đó hắn đi đến trước mắt đám người còn lại này trong số chúng mày ai là thằng mưu thái tử đám người đưa mắt nhìn nhau hạ thiên vừa ra tay làm bọn họ chấn động khi thấy không ai nói lời nào thì hạ thiên chụp lấy một tên mày là thái tử sao không không phải đầu lưới của tên này có chút co rút không phải thì đến đây làm gì lãng phí thời gian của tao." Hạ Thiên bất mãn ném người này ra ngoài, sau đó hắn chụp lấy một tên khác. "Mày là thái tử sao?" Chương 269, quá xấu. "Không phải." Người này trả lời rất lưu loát nhưng kết quả cũng giống như tên trước đó, cũng bị Hạ Thiên ném ra ngoài. Hạ Thiên chụp lấy ngực người thứ ba. "Nói mau, cuối cùng ai mới là thằng Ngô thái tử?" "Chúng tôi, chúng tôi đều không phải." Người này nói với vẻ mặt cầu xin, chút chuyện thế này sao có thể kinh động đến thái tử ca. Lãng phí thời gian của tao. Hạ thiên rất bực bội, hắn ném người này ra ngoài. Đám người còn lại thấy tình huống không đúng thì đột nhiên cùng chạy về phía xe, nhưng bọn họ không phải chạy trốn mà phóng đến lấy, hàng tên nào cũng cầm một cây tuyết phóng về phía hạ thiên. Á, à, á, à. vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi đám người bên ngoài kịp phản ứng thì đám côn đồ đều nằm trên mặt đất. Trên tay Hạ Thiên có một ống tuyết. Tuy không ai thấy rõ ràng nhưng cũng đoán được, Hạ Thiên cướp được một cây tuyết rồi đánh ngã đám lưu manh. Đến lúc này đám người nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt không may đều suy nghĩ lại, ai cũng ý thức được đối phương là người không dễ bị ức hiếp, bản lĩnh đánh nhau không phải chỉ là lợi hại. "Này, chúng mày nói cho tao biết, thằng ngu thái tử kia ở đâu? Tao sẽ tự mình đến tìm." Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói với đám người đang nằm lăn lộn trên mặt đất là thằng nào mắng thái tử một chiếc mercedes ben dừng lại ven đường một người phụ nữ xinh đẹp bước ra vẻ mặt cực kỳ tức giận chị hà chị đến rồi tên đàn ông cường tráng trước đó bị hạ thiên đá văng vội vàng bò lên mặt đất khi thấy người phụ nữ xinh đẹp thì hắn cố gắng nhịn đau tiến lên nghênh đón bộ mặt cực kỳ cung kính mà đám người vây quanh xeo náo nhiệt cũng nhận ra người phụ nữ này đây là bà chủ của thái tử cung lưu thái hà cũng là thái tử phi đệ nhất mỹ nữ huyện lâm giang khi thấy lưu thái hà xuất hiện đám người vừa rồi nghĩ rằng hạ thiên rất giỏi bây giờ ai cũng cho rằng hắn sẽ xong đời người phụ nữ này chính là người phát ngôn của thái tử nàng tự xuất hiện dù hạ thiên có mạnh với năng lượng của nàng cũng đủ làm cho hắn có một kết cục thê thảm tất nhiên đám người này không biết lưu thái hà chỉ xuất hiện một cách ngoài ý muốn chẳng qua nàng vừa tiến chân ba người cổ ba chuẩn bị quay về mà thôi lúc này nàng đi qua đây đúng lúc nghe thấy có người mắng thái tử ngu ngốc vì vậy muốn dừng xe dậy bảo cho tên khốn kia một trận khi nhìn thấy tên đàn ông cường tráng lưu thái hà nhìn đám lưu manh nằm đầy đất vẻ mặt nàng chợt biến đổi tiểu bân có chuyện gì xảy ra tên đàn ông cường tráng này là thái bân là anh em bà con với thái bằng trình là một trong những tâm phúc của thái bằng trình cũng là một trong những thủ hạ giỏi võ nhất bây giờ lưu thái hà thấy bộ dạng ăn phải quả đắng của thái bân tất nhiên sẽ rất kinh ngạc chị hà Tiểu tử này luôn miệng mắng Thái tử, còn đánh người của chúng ta. Vì vậy tôi mang theo vài người đến dạy bảo. Nào ngờ tiểu tử này quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ. Thái Bân khẽ nói, cuối cùng còn tố cáo Hạ Thiên. Chị Hà, tên này rất ghê tởm, luôn mồn mắng Thái tử là ngu ngốc, còn nói sẽ tự mình đến tận nhà, hơn phân nữa là muốn vây chuyện. Tôi biết rồi. Vẻ mặt Lưu Thái Hà chợt phát lạnh, nàng nhìn Hạ Thiên, là cậu mắng Thái tử. Này. Đừng vu oan người khác, tôi chỉ nói thái tử là thằng ngu thôi." Hạ Thiên lười biếng nói. Đám người vây quanh thiếu chút nữa đã cười ngất, người này nói không mắng thái tử, nhưng vừa mở miệng đã nói thái tử là thằng ngu. "Tôi đã nghe thấy rõ ràng, còn nói không mắng thái tử sao?" Lưu Thái Hà tức giận quát. "Tôi vốn không muốn mắng hắn, tôi nói hắn ngu ngốc là còn tán thưởng, thật ra thằng này còn kém hơn cả ngu ngốc." Hạ Thiên không cho là đúng. "Đúng là không biết sống chết." lưu thái hà càng thêm tức giận nàng khoát tay muốn tát hạ thiên bốp một tiếng tát tai vang dội truyền vào tai mọi người sau đó tất cả đều ngây dại vì bọn họ thấy gương mặt trắng nõn của lưu thái hà đã có một bên đỏ bừng nơi đó còn có dấu năm ngón tay dù mọi người không nhìn thấy rõ ràng nhưng ai cũng biết người tát lưu thái hà chỉ có thể là hạ thiên cậu cậu dám đánh tôi sao cặp mắt xinh đẹp của lưu thái hà chợt phát hỏa nhưng nàng cũng không nhìn hạ thiên nàng nhìn người phụ nữ bên cạnh hạ thiên lúc này lửa trong mắt nàng không phải lửa giận đó là ghen ghét vì người phụ nữ kia quá đẹp đẹp đến mức một thiên nga trắng của huyện lâm giang như nàng phải trở thành vịt con xấu xí vì tránh người ngoài nói chồng tôi ư xê hiếp phụ nữ tôi thấy mình nên tự ra tay mộc hàm nở nụ cười quyến rũ với hạ thiên chồng giao người này cho tôi tôi sẽ giúp cậu giải quyết tốt tôi cũng không muốn đánh người này xấu quá Hạ Thiên gật đầu, bộ dạng giống như cầu còn chưa được. Lưu Thái Hà nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì thiếu chút nữa đã tức ói máu, mình quá xấu sao? Nàng là mỹ nữ đệ nhất huyện Lâm Giang, sao lại bị người ta chê xấu? Đám người vây quanh cũng cảm thấy ánh mắt Hạ Thiên có vấn đề, một người đẹp xinh đẹp và khiêu gợi như vậy sao lại nói là xấu? Nhưng ngay sau đó mọi người lại cảm thấy Hạ Thiên nói cũng có nguyên nhân, chỉ cần nhìn vợ của hắn, sau đó nhìn Lưu Thái Hà so sánh thì thấy Lưu Thái Hà thật sự rất xấu. Xem ra không nên tránh ánh mắt hắn quá kém, chỉ có thể nói ánh mắt hắn quá cao. Chồng, thật ra tôi cảm thấy cô ấy rất xinh xắn. Mục Hàm lại nói giúp một câu cho Lưu Thái Hà. Vợ, thật ra ánh mắt của chị quá kém, cô ta thật sự quá xấu, đặc biệt là bây giờ lại càng xấu. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn dùng tay chỉ lên mặt Lưu Thái Hà. Chị xem, cô ta thiếu chút nữa đã là gương mặt âm dương vợ không bằng chị cho cô ta thêm một tát như vậy sẽ xứng hơn mộc hàm nhìn nhìn sau đó nàng gật đầu chồng cậu nói đúng quả thật không xứng tôi nên đánh cô ấy một bạt tai cô dám lưu thái hà dùng ánh mắt căm tức nhìn mộc hàm bốp lưu thái hà còn chưa nói dứt lời thì âm thanh một cái tát vang lên lần này thì mọi người đều thấy rất rõ ràng mộc hàm sáng một bạt tai lên mặt lưu thái hà lần này gương mặt lưu thái hà đều đỏ hồng hai bên đều có dấu năm ngón tay. Hạ thiên khẽ gật đầu thỏa mãn. Lúc này đã dễ nhìn hơn, không còn quá xấu. Đám người vây quanh xem náo nhiệt phải trợn mắt há mồm, Lưu Thái Hà thì thiếu chút nữa đã nổi điên, nàng rốn lên hồn hền. Đường Đức, Đường Trung, giết đôi cầu nam nữ này cho toi. Cửa xe Mercedes Ben mở ra, hai bóng người phóng xuống đánh về phía Mộc Hàm và Hạ Thiên. Vợ, để hai tên này cho tôi hạ thiên còn chưa nói dứt lời thì đã hóa thành một bóng đen đón tiếp hai người đàn ông á à, á à. hai tiếng kêu đau đớn hầu như cùng vang lên một giây sau vẻ mặt lưu thái hà chợt trắng bệch vì nàng thấy đường trung và đường đức đã gục ngã bất tỉnh dưới chân mình sau có vài giây đồng hồ chồng cậu thật lợi hại Một hàm nở nụ cười quyến rũ rồi nhìn lưu thái hà tôi đoán không lầm thì cô là lưu thái hà phải không thế nào cô cảm thấy chồng tôi và thái tử ai lợi hại hơn đét mộc hàm vừa nói dứt lời thì cảm thấy dưới mông truyền lên cảm giác đau đớn chồng sao cậu lại đánh mông tôi mộc hàm có chút xấu hổ nhìn hạ thiên ai bảo chị nói lung tung hạ thiên có chút mất hứng tên thái tử ngu ngốc kia sao có thể đánh đồng với tôi chị so hắn với tôi như vậy làm mất thân phận của tôi bốn phía chợt vắng lặng người này giọng điệu rất lớn lối Thái tử so với hắn mà mất thân phận, như vậy hắn có thân phận gì? Mộc Hàm có chút giở khóc giở cười, trong lòng cảm thấy rất vô tội. Nàng chẳng qua chỉ nói một lời mà thôi, sao lại bị đòn? Người này tám phần là thích đánh mông nàng, chẳng qua chỉ tùy tiện lấy cớ mà thôi. "Chồng, tôi biết sai rồi." Mộc Hàm vì tránh bị đánh đòn mà chỉ biết thừa nhận sai lầm với Hạ Thiên, mà bộ dạng đáng thương của nàng lại làm cho đám người vây quanh phải kinh hoàng, quá mê người biết sai là tốt hạ thiên rất hài lòng với thái độ của mộc hàm vợ để người phụ nữ kia gọi điện thoại cho thái tử đến đây chúng ta có thể đánh thái tử sau đó về nhà mộc hàm khẽ gật đầu sau đó nàng nói với lưu thái hà bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn thứ nhất cô gọi thái tử đến thứ hai chính là cởi sạch quần áo của mình trước mặt mọi người sau đó phải chạy trên đường cái thế nào cô chọn đi các người đừng hối hận lưu thái hà cắn răng nàng dùng ánh mắt oán độc nhìn mộc hàm tôi hối hận cũng không cần cô quan tâm nhưng nếu cô không gọi thái tử đến tôi đảm bảo cô sẽ hối hận mộc hàm dùng giọng không nhanh không chậm nói lưu thái hà nhìn đường đức và đường trung đang hôn mê sau đó lại nhìn đám lưu manh bị đánh nằm đầy đất khoảnh khắc này không biết làm sao cho tốt tốt nhất cô nên lựa chọn nhanh lên một chút tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn mộc hàm mất kiên nhẫn nói lưu thái hà quét mắt nhìn bốn phía nàng đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở phương xa, giống như có hai cảnh sát đang nhìn về phía bên này. vì vậy nàng giật mình và quát lớn: cứu mạng, có cướp! thực tế hai cảnh sát kia đã đến khá sớm. bọn họ từ xa đã nhìn thấy Lưu Thái Hà, cả hai đều vô thức cho rằng nàng đang dạy bảo kẻ khác. vì vậy sáng suốt không đi đến. cảnh sát Huyên Lâm Giang chẳng ai không biết thân phận của Lưu Thái Hà, cũng chẳng ai không biết tác phong của Thái tử, trừ chi Thái tử chủ động yêu cầu. Nếu không hắn rất ghét cảnh sát nhúng tay vào. Hai cảnh sát nghe thấy tiếng kêu cứu thì lúc đầu còn tưởng rằng của người bị Lưu Thái Hà cướp đoạt, nhưng sau đó bọn họ phát hiện tình cảnh không đúng, âm thanh này sao lại giống như của Lưu Thái Hà. Chương 270, cướp quần áo của các người. Đến khi hai tên cảnh sát biết được người kêu cứu là Lưu Thái Hà thì vội vàng chạy đến. Lưu tiểu thư, thằng nào cướp? Lưu tiểu thư, cô không sao đấy chứ? hai cảnh sát hầu như cùng nói một lúc. Lưu Thái Hà vội vàng lui đến bên cạnh hai tên cảnh sát, sau đó nàng chia tay vào Hạ Thiên và Mộc Hàm. Cảnh sát, chính là hai người này, đám người này dám công khai cướp bóc ở chốn đông người, còn đánh nhiều người tham gia ngăn chặn. Đám người bàng quan bên ngoài đều thầm nghĩ, nếu đám lưu manh kia được gọi là hy sinh vì việc nghĩa thì trên đời này bất kỳ người nào cũng sẵn lòng vì việc nghĩa. Tuy trong lòng đám người đều cảm thấy không đúng nhưng không ai dám nói câu nào, bọn họ cũng không dám đắc tội với lưu thái hà bọn họ đánh bị thương nhiều người như vậy sao vẻ mặt tên cảnh sát có chút cao lớn chợt biến đổi hắn vội vàng hỏi đúng vậy bọn họ đánh người có thể là người có võ lưu thái hà nói sau đó nàng hạ giọng rút súng bắn chết đôi cầu nam nữ này hai cảnh sát nghe thấy vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi cả hai đưa mắt nhìn nhau sau đó rút súng một người chĩa vào hạ thiên một người chĩa vào mộc hàm không được nhúc nhích, giơ tay lên." Mộc Hàm nhìn Lưu Thái Hà, nàng cười nhạt một tiếng. "Cô làm tôi thất vọng rồi, kết quả là cô phải nhờ cảnh sát hỗ trợ sao? Bây giờ thì sợ rồi à?" Lưu Thái Hà cười lạnh. "Các người không phải đánh nhau rất giỏi sao? Bây giờ tôi muốn xem, có phải các người lợi hại hay súng lợi hại." Mọi người ở đây đều thấy rõ ràng, chúng tôi không phải cướp. "Cô cho rằng vì tiện ép tội người khác thì có thể nổ súng sao?" Một hàm thản nhiên nói. Cô sai rồi, tất cả đều thấy rất rõ, các người là cướp, hơn nữa còn chống lệnh bắt người. Trên mặt Lưu Thái Hà có vài phần đắc ý, sau đó nàng quay đầu nhìn đám đàn ông đang vây quanh. Anh nói xem, có phải như vậy không? Đúng vậy, đó là đương nhiên. Người được hỏi liên tục gật đầu. Lưu Thái Hà lại chỉ vào một người khác. Anh thấy gì? À, tôi thấy bọn họ cướp Lưu Tiểu Thư. Người bị chỉ có chút trần trừ, cuối cùng cũng trả lời. Lưu Thái Hà gật đầu thỏa mãn, sau đó nàng nhìn hai tên cảnh sát. Hai vị cảnh sát, hai người bọn họ có phải chống lại lệnh bắt người không? Đúng vậy, bọn họ chống lệnh bắt người. Tên cảnh sát cao vội vàng trả lời. Tên cảnh sát lùn lại quát lên với Hạ Thiên và Mộc Hàm. Bảo các người giơ tay lên, có nghe thấy không? Còn dám phản kháng sao? Tôi nói lần cuối cùng, nếu phản kháng tôi sẽ nổ súng mộc hàm thấy tình cảnh như vậy mà có chút sững sờ tuy đã sớm nghe nói tên thái tử kia có thế lực rất lớn ở địa phương nhưng nàng cũng không ngờ đối phương có thể một tay che trời bây giờ đám người này ép người khác vào tội cướp của hơn nữa còn chống lệnh bắt người đồng thời còn muốn bắn chết người mộc hàm tin nếu mình và hạ thiên là người thường như vậy chỉ sợ sẽ chết uổng ở đây mà không thể nói lý lẽ tất nhiên mộc hàm cũng không sợ dù không có hạ thiên thì nàng cũng nắm chắc có thể nổ súng trước hai tên cảnh sát kia hơn nữa bây giờ có hạ thiên nàng không cần quan tâm đến hai tên cảnh sát nhưng mộc hàm dù sao cũng cảm thấy sự việc rất khó tưởng bây giờ dù sao cũng là xã hội pháp trị dù nàng là đặc công cũng lén làm vài chuyện phi pháp nhưng tốt xấu gì cũng là hành động bí mật cũng không quang minh chính đại như đám người này các người không biết mình đang coi trời bằng vung sao mộc hàm nhìn lưu thái hà ánh mắt có vẻ lạnh lùng Xem ra cô còn chưa biết, trong đất Lâm Giang, lời nói của thái tử chính là trời. Lưu Thái Hà dùng ánh mắt xem thường nhìn Mộc Hàm. Mà Lưu Thái Hà tôi chính là người phát ngôn của thái tử, lời của tôi chẳng khác nào của thái tử. Vì vậy bây giờ tôi nói hai người là cướp thì chính là cướp, tôi nói hai người chống lại lệnh bắt thì chống lại lệnh bắt, lời nói của tôi là pháp luật ở đây. Ngu ngốc, lời nói mà cũng coi là pháp luật, xem ra đám người các người đều là loại ngốc nghếch. Hạ Thiên lười biếng chen vào một câu. Này, có người nói như vậy sao? Tiểu tử kia, mày mới là thằng ngu, chết đến nơi mà còn nói bậy bạ. Mẹ kiếp, thằng này bị đánh cũng đáng, là loại muốn chết. Đám người tức giận mắng lớn, nguyên nhân rất đơn giản, câu nói của Hạ Thiên vừa rồi đã mắng tất cả đám người ở đây. Chồng, làm sao bây giờ? Mộc hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng hỏi ý của hắn, thật ra nàng cũng không có nhiều cố kỵ, người bị long tổ truy nã thì còn gì cố kỵ. Lưu Thái Hà nghe được lời nói của Mộc Hàm thì đắc ý. Thế nào, bây giờ không biết phải làm sao rồi à? Không phải cô muốn cởi sạch đồ của tôi sao? Tôi có thể cho cô một cơ hội, nếu bây giờ cô cởi sạch đồ ra chạy một vòng huyện Lâm Giang, tôi sẽ tha cho cô một mạng. Vợ, nếu chúng đã vụ oan cho ta là cướp, như vậy chúng ta cũng đùa một lần. Hạ Thiên ngáp một cái. Nữ giao cho chị, tôi sẽ thu phục đám đàn ông. Hạ Thiên nói xong thì biến mất ngay tại chỗ. Khi Lưu Thái Hà còn đang đắc ý thì vẻ mặt biến đổi, nàng cảm thấy tình hình không đúng, vì vậy hô lớn. Nổ súng đi. Hai cảnh sát vừa nghe được lời này thì cảm thấy cổ tay cực kỳ đau đớn, ngay sau đó bàn tay chợt nhẹ bấm, súng đã bị cướp. Bốp, một hàm cũng ra tay ngay sau đó, nàng quất lên mặt Lưu Thái Hà một bạt tay, Lưu Thái Hà cảm thấy trời đất xoay chuyển. Đợi đến khi ánh mắt Lưu Thái Hà khôi phục lại như thường thì vẻ mặt chợt trắng bệch. Lúc này một họng súng tối đen chĩa vào đầu mình, mà người cầm súng chính là Mộc Hàm. "Này, cướp thì cướp, cởi hết quần áo ra." Hạ Thiên cầm hai khẩu súng, hắn dùng khẩu này để chỉ chỉ, sau đó lại dùng khẩu kia. "Mày, nhanh lên, cởi quần áo, còn mày nữa, các người cũng vậy, mau cởi ra, tôi muốn cướp quần áo." Khi thấy đám người có chút do dự thì Hạ Thiên rất bực bội hắn đột nhiên cầm súng đi về phía tên cảnh sát cao khi đến gần hắn đập súng lên ót đối phương tên này lập tức ngã xuống đất mau cởi nhanh nếu không tôi nổ súng đám ngu ngốc các người không phải vừa nói chúng tôi là cướp sao bây giờ chúng tôi cướp cho các người xem trả tiền được không đúng vậy điện thoại được không tôi cũng tình nguyện trả tiền không cần phải cởi đồ đấy chứ hạ thiên càng thêm mất hứng ai muốn tiền của các người tôi không có tiền sao điện thoại rách mà mang ra sao? Tôi không cần, tất cả đều phải cởi đồ ra, cởi sạch, không được trừ lại. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. À, mấy người phụ nữ khỏi phải cởi, dáng người kém quá, đúng là ác mộng. Nghe nói phụ nữ không cần phải cởi thì Lưu Thái Hà thở phào một hơi, nhưng Mộc Hàm lại lên tiếng. Cô đừng vui mừng quá sớm, những người phụ nữ khác có thể không phải cởi, nhưng cô nhất định phải cởi vừa rồi không phải cô nói tôi phải cởi sạch chạy một vòng sao bây giờ thì đúng lúc bây giờ tôi trả lại cho cô cô cởi sạch ra rồi chạy một vòng quanh thị trấn cô cô đừng quá đáng lưu thái hà dùng giọng ngoài mạnh trong yếu quát lên bây giờ nàng bị súng chĩa vào đầu tất nhiên cũng không dám nhiều lời đùng á à. tiếng súng vang lên kèm theo đó là một tiếng thét thảm thiết lưu thái hà lập tức bị dọa đến mức mềm nhũn chân thiếu chút nữa đã ngã lăn xuống đất một súng này chỉ là cảnh cáo viên đạn tiếp theo sẽ không biết chúng ai mau cởi ra cho tôi mộc hàm vừa rồi bắn vào đùi tên cảnh sát lùn nàng không có cảm tình với loại cảnh sát này cô cũng là phụ nữ sao lại ép tôi làm những chuyện sau này không còn mặt mũi gặp người lưu thái hà cắn răng nói vừa rồi cô bắt tôi cởi quần áo sao không nghĩ đến vấn đề này mộc hàm cười lạnh tính kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn tôi đếm đến ba nếu cô còn không cởi, tôi sẽ bắn nát đầu cô. 3, 2, 1, tôi cởi. Lưu Thái Hà thét lên, sau đó nàng bắt đầu cởi áo. Động tác của Lưu Thái Hà rất chậm, nhưng mùa này người ta thường mặc rất ít, dù có chậm cũng không chỉ hoãn được bao lâu, một lúc sau trên người chỉ còn lại một bộ nội y. Đám đàn ông đang vây quanh cũng không nhịn được phải chuyển ánh mắt lên người nàng, làn da trắng nón, dáng người lung linh, điều này làm cho vài người chảy nước miếng. Các người nhìn gì, cởi ra ngay." Hạ Thiên không hài lòng, đám người này chỉ biết nhìn Lưu Thái Hà mà không cởi ra. Cuối cùng hắn còn bổ sung một câu. "Đúng là không biết thưởng thức, xấu vậy mà cũng nhìn, các người không thấy lưng và bụng cô ta toàn thịt thừa à?" Đám đàn ông đều có chút căm tức, tên khốn kia đúng là no bụng không biết người khác đang đói, chính mình có vợ đẹp mà không biết suy nghĩ cho bọn họ. Eo của Lưu Thái Hà chỉ có hơi thô, nếu nói đó là thịt thừa bọn họ chỉ cần có vợ như Lưu Thái Hà cũng là phước tám đời. Bây giờ Hạ Thiên uy hiếp, bọn họ cũng không đám nói gì, cũng chỉ ngoan ngoãn cởi quần áo. Chỉ một lát sau đám đàn ông đều cởi sạch chỉ còn quần lót, vì vậy mà tình cảnh bây giờ giống hệt như biểu diễn nội y. Không ít người đã hối hận vì đến đây xem náo nhiệt, quả nhiên làm thế này cũng có nguy hiểm, không ngờ ép người ta là cướp, bây giờ người ta làm thật. Hơn nữa không bị cướp gì, lại bị cướp quần áo bọn họ sao lại gặp đám cướp biến thái này cởi ra mộc hàm thấy lưu thái hà ngừng lại thì không khỏi quát lớn mà trong lòng đám đàn ông kia cũng không ngừng hô hào đúng rồi con mẹ nó cởi ra cho ông dù cô giết tôi tôi cũng không cởi nữa lưu thái hà tuy sợ chết nhưng vẫn còn sợ một vấn đề khác nàng dám khẳng định nếu mình cởi sạch trước mặt mọi người nếu thái tử biết được chưa nói đến vấn đề thái tử sẽ không còn cần nàng mà thái tử cũng sẽ không cho nàng bỏ đi. Nàng biết quá nhiều bí mật về hắn, dưới tình huống này, chắc chắn nàng chỉ còn đường chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 270.